Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Lúc này, mộ dung nguyên duệ và tôi giống như hai con cá, khi nước suối cạn thì chúng tôi nhả nước vào nhau nhằm nuôi sống nhau vậy, nên đây cũng là lý do vì sao huyết khí của chúng tôi mới liên kết với nhau. Giả dụ như cơ thể chúng tôi còn chịu sự kiểm soát của thần hồn thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, hiện tại thần hồn và thể xác tách rời, huyết khí giao thao đều được trời đất chứng giám. Nhất âm nhất dương vị chi đạo, âm dương bất chắc vị chi thần. Tôi là thuần dương, mộ dung nguyên duệ là thuần âm, Lần khí huyết giao hợp này không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Khi tôi giải thích xong suy đoán của mình cho Mộ Dung Nguyên Duệ, cô ấy tỏ vẻ rất bình tĩnh. Nếu để cô vợ tử thần kia của ngươi biết được quan hệ hiện tại của ta với anh, không biết cô ta có tức giận đến chết không. Còn có tâm tư đùa cợt, chẳng lẽ cô một chút cũng không lo lắng à? Lo lắng điều gì? Lo lắng rằng từ giờ trở đi chúng ta sẽ không thể tách rời. Tôi hỏi, sẽ không, tại sao cô chắc chắn như vậy? sức mạnh thời không lực lượng chỉ là tạm thời phá vỡ rồi tổ chức lại sự dung hợp hiện giờ chỉ là tạm thời chỉ cần thần hồn của anh và ta không bị diệt đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ lấy lại được thân thể nghe những lời cô ấy nói tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng trong mơ hồ tôi luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra thần hồn của mộ dung nguyên duệ và tôi không tồn tại được lâu khi tiến sâu hơn vào hư không vũ trụ mỗi người chúng tôi đều bị vỡ tan và biến thành những vụn thần hồn toàn bộ hòa vào khí huyết của chúng tôi trong khoảng thời gian này tôi và cô ấy cũng có thể xem như là không tồn tại đương nhiên chúng tôi cũng không cảm nhận được nỗi đau không biết mình đã lạc lối bao lâu cuối cùng cuộc hành trình đau đớn kỳ lạ và bí ẩn này cũng đã đi đến hồi kết khi tôi lấy lại ý thức tôi đã chạm tới vực sâu của hư không vũ trụ vừa mở mắt ra thứ tôi nhìn thấy chính là đôi gò má hoàn hảo của mộ dung nguyên duệ quả thực như cô ấy đã nói tất cả bọn tôi đều có lại cơ thể của riêng mình tôi tỉnh lại trước mộ dung nguyên duệ Lúc này cô ấy vẫn đang trong trạng thái thần hồn bất định, ngũ quan cùng lục thức đều bị phong tỏa. Nhìn đôi má hoàn hảo của mộ dung nguyên duệ và nghĩ đến những cảnh tượng trước đây với cô ấy, lòng tôi lúc này vô cùng ấm áp. Chưa từng nghĩ rằng mộ dung nguyên duệ sẽ không cắt đứt sợi dây nhân duyên, thà tương ái tương sát cũng không muốn phụ đi đoạn tình cảm này. Giờ khắc này bên cạnh chúng tôi đang trôi giặt hàng trăm ngàn ngôi sao, dường như chúng tôi đang ở trong màn đêm vĩnh cửu của vũ trụ. Ở đây không có thiên đạo, không có phân tranh, mọi thứ dường như ở trạng thái nguyên thủy nhất. Cũng chính vì nơi này quá đối tịch mịch nên mới khiến lòng tôi dịu dàng như nước. Chẳng trách cửu u nữ đế lại cả đời trung tình với ma đạo tổ sư, nghĩ kỹ thì có thể hiểu, nếu bọn họ đã cùng nhau tới đây, thì sao lại có thể không yêu sâu đậm một đời chứ? Nhân sinh thiên địa gian, hốt như viễn hành khách, nghĩa là người sống giữa trời đất, tựa thể khách phương xa. Nghĩ đến đây, tôi chợt sinh ra cảm giác trân trọng người trước mặt, vô tình hôn lên môi mộ dung nguyên duệ Chương 976, Tam kiếm dung hợp 2. Ngay khi tiếp xúc, đôi môi mềm mại của cô đã chủ động đáp lại. Hóa ra cô ấy đã tỉnh lâu rồi, là đang đợi tôi hôn cô ấy. Nụ hôn này là một trải nghiệm trước nay chưa từng có. Dịu dàng vô bờ lại tràn đầy nghi thức thiêng liêng, bởi vì chúng ta đang hôn nhau trong sâu thẳm hư không vũ trụ, mà đây lại là nguồn gốc của sự sống, âm dương nguyên thủy nhất cũng được sinh ra từ đây. Cảm giác này, ngay cả tôi và Thùy Họa lúc động tình nhất cũng chưa từng trải nghiệm qua điều này không có nghĩa là tôi yêu mộ dung nguyên duệ nhiều hơn mà chỉ là cảm giác đặc biệt của nghi thức này nghĩ lại về sự hòa quyện huyết khí giữa chúng tôi trước đó tôi càng tin chắc rằng lần này tôi và mộ dung nguyên duệ đến đây là vì một vận mệnh bí ẩn nào đó đã an bài trước chúng tôi hôn nhau không lâu nhưng lại có cảm giác như là đã đến cùng trời cuối đất vậy sau khi tách môi ra chúng tôi nhìn nhau mỉm cười trong lòng cảm thấy bình yên và hòa hợp theo truyền thuyết ở sâu thẳm hư không vũ trụ tìm kiếm độn khứ đích nhất có rất nhiều nguy cơ chỉ cần có chút sơ sẩy sẽ là kết cục thân tử đạo tiêu. Nhưng khi mộ dung nguyên duệ và tôi đứng đối diện nhau, thứ cảm nhận được là toàn bộ vũ trụ đang tỏa ra sự thiện ý đối với chúng tôi. Ngần ngơ hồi lâu, mộ dung nguyên duệ là người lên tiếng đầu tiên, tạ lan, nếu anh lại nhìn ta như vậy, sợ rằng khi anh quay về, quy khư sẽ không còn tồn tại nữa. a à, tôi đỏ mặt trước những gì cô ấy nói và rồi tôi nhận ra mục đích đến đây của mình. Mộ dung nguyên duệ cũng không biết bằng cách nào để tìm ra được độn khứ đích nhất lúc này tôi cứ tùy tâm mà đi vài chiêu của tam kiếm thái cổ nơi đây cực kỳ yên tĩnh vạn vật trở về nguyên thủy kiếm đạo tôi thi triển cũng đã trở về hình dáng ban đầu ở đây thần kiếm không còn mịt mù nữa thậm chí còn có chút đơ cứng ma kiếm không còn trào dâng nữa rất rõ ràng là đã thiếu đi sức mạnh kiếm khí cũng có vẻ mỏng và nóng nảy hơn quỷ kiếm không còn mập mờ nữa tuy rằng góc độ vẫn còn phức tạp nhưng vẫn có dấu vết để lần theo Ban đầu tôi dùng phương thức chạm kiếm để mua kiếm đạo, dần già đã đổi thành hành kiếm. Khi đi hành kiếm, cơ thể và thần hồn của tôi hoàn toàn bị thanh kiếm khống chế, dần dần rời khỏi tầm mắt của mộ dung nguyên duệ, rồi để thanh kiếm đưa tôi đi khắp phố trụ. Khi múa ma kiếm, như là cuồng phong bạo vũ, nghiêng qua đảo lại. Khi múa thần kiếm, lại như phù vân xuất tụ, phiêu giật không thôi. Còn khi mua quỷ kiếm, như thể tia chấp vụt qua, không thể theo kịp. Cứ như vậy, tôi quên mất thời gian, địa điểm, bản thân mình và cuối cùng cũng quên cả thanh kiếm. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, tựa như hàng triệu năm, cũng tựa như chỉ trong chốc lát. Tôi chỉ nhớ lúc đi tôi mang theo ba thanh kiếm, lúc về chỉ còn một thanh kiếm, mà mộ dung nguyên duệ từ đầu đến cuối đều đợi tôi ở một chỗ. Khi tôi dung hợp kiếm đạo, cô ấy cũng có lĩnh hội của riêng mình, chỉ là sự lĩnh ngộ của cô ấy rõ ràng nhanh hơn nhiều so với tôi. Tạ Lan, cho ta xem thanh kiếm. Mộ Dung Nguyên Duệ đưa tay về phía tôi cô ấy không hỏi tôi đã dung hợp hoàn tất chưa cô ấy trực tiếp đưa tay về phía tôi để lấy thanh kiếm kỳ thật cũng không cần hỏi khi trong tay chỉ còn lại một thanh kiếm có nghĩa là tôi đã dung hợp tam kiếm thái cổ thành một thanh kiếm mới toanh này tôi còn chưa ngắm kỹ nhưng khi mộ dung nguyên duệ đưa tay về phía tôi tôi vẫn đưa thanh kiếm cho cô ấy trước đây tam kiếm thai thái cổ của tôi cũng như tam kiếm thái cổ sau này đều dựa trên hình dạng thanh kiếm anh hùng của thiên đạo nhưng hiện giờ lại không như vậy Thanh kiếm hiện tại có hình dáng độc đáo riêng, điều này cho thấy tôi đã thoát khỏi xiềng xích của thiên đạo, trở thành người thứ hai sau ông ấy dung hợp được tam kiếm đạo thái cổ thành một. Thanh kiếm của tôi trông ngỏng hơn nhiều so với kiếm anh hùng, bất luận là bản thân thanh kiếm và các phù văn ba màu trên kiếm cũng đều kém xa so với kiếm anh hùng. Nguyên nhân rất đơn giản, kiếm đạo không có giới hạn, ba thanh kiếm hợp nhất thành một đồng nghĩa là tôi đã tiến vào một cảnh giới mới, mà ở cảnh giới này tôi còn lâu mới đạt được việc viên mãn đại thành. Tuy nhiên chỉ với thanh kiếm này trong tay, Lữ Thuần Dương đã không thể ngồi vững được danh hiệu thái cổ kiếm thần rồi, bởi tôi lại càng có tư cách hơn ông ta. Ý cười trên lông mày mộ dung nguyên duệ rất rõ, cô ấy thực sự mừng cho tôi. Tạ Lan, đã đặt tên chưa? Ta thậm chí còn không có cơ hội nhìn qua nó một lần thì làm sao có thời gian để đặt tên? Hay để ta giúp người đặt tên cho thanh kiếm? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi, được, tôi gật đầu đồng ý, sau đó mỉm cười nhìn Mộ Dung Nguyên Duệ cau mày chìm trong suy nghĩ. Chương 977, vận mệnh xiềng xích một Hai thanh kiếm mà Mộ Dung Nguyên Duệ tặng tôi đã đồng hành cùng tôi khá lâu rồi, cô ấy tất nhiên có quyền đặt tên cho kiếm của tôi. Tôi nhìn hàng lông mày nhíu chặt của cô ấy, trong lòng âm thầm cảm thấy thích thú, rõ ràng cô ấy đang rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Thật ra tên của thanh kiếm, tôi sớm đã suy nghĩ ra rồi. Đệ tử ma đạo, Vạn Kiếp Thiên Hồng, tôi muốn đặt tên kiếm của mình là Vạn Kiếm Thiên Hồng. Nhưng mà, nếu như Mộ Dung Nguyên Duệ nhất quyết muốn đặt tên thì tất nhiên tôi cũng làm theo ý muốn của cô ấy rồi. Hình ảnh dung hợp rồi rào tinh lực vẫn hiện lên trước mắt, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy còn sâu sắc hơn những gì tôi biết trước đây nữa. Tạ Lan, tôi không nghĩ ra cái tên nào hay hết. Qua một lâu, mộ dung nguyên duệ âm thầm nói, Côn Lôn là vùng đất canh kim trong thiên hạ, thanh kiếm này chính là vũ khí sát phạt canh kim. Nhớ lần đầu tiên tôi lên núi Côn Lôn, cô tặng tôi thanh kiếm vô danh, Mỗi khi nhớ đến ân tình tặng kiếm ấy, trong lòng tôi luôn xuất hiện nụ cười xinh đẹp của cô. Tôi không quên được cái đêm tuyết rơi trên côn luôn hôm đó, cũng không thể quên được lời bày tỏ tâm ý nồng nàn của cô. Tôi chiều mến nói, đôi mắt của mộ dung nguyên duệ đã ươm ướt, càng nghe càng cảm động. Đợi tôi nói xong, cô ấy hỏi, vậy nên, thanh kiếm này anh định đặt tên là gì? Tôi không để ý đến cô ấy, tự mình lầm bẩm vực băng cao vạn trượng, hoa tuyết rơi lả trã, từng mảnh bay như mưa sao. Nghe ai, ống sáo ngọc thướt tha, mười ngón tay mềm mại, thổi khúc nhạc mới. Bóng dáng ai gầy gò, ngọc hiềm tròn hay khuyết, núi côn lôn ngàn năm bao phủ trong làn tuyết trắng. Lúc tôi đọc bài thơ này, mộ dung nguyên duệ cũng từ từ nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Lúc đó cô ấy vẫn chưa trở thành là tiên đạo tổ sư, không phải gánh vác trách nhiệm quá nặng nề, trong lòng chỉ nhớ nhung đến vị đệ tử toàn chân có duyên phận bèo nước gặp nhau kia. Tôi quyết định đặt tên thanh kiếm côn lôn tuyết, được, nếu như một ngày nào tiên đạo bị loại, tôi hy vọng mình có thể chết dưới kiếm côn lôn tuyết. Mộ Dung Nguyên Duệ nghiêm túc nói, sau khi tam kiếm hợp nhất hoàn chỉnh, chúng tôi quyết định rời khỏi đó. Lúc này xuất hiện một vấn đề nan giải, Mộ Dung Nguyên Duệ không thể sử dụng trận pháp tiên thiên ngũ hành, bởi vì trong vũ trụ sâu thẫm chỉ là khoảng trống rỗng, xung quanh chúng tôi chỉ là những ngôi sao chết khô lạnh lẽo cô độc, không có chút sức mạnh biến động nào. Không có khí thức tiên thiên ngũ hành, Mộ Dung Nguyên Duệ không có cách nào mở một đường quay ngược về thế giới của chúng tôi nếu như chúng tôi có thể hóa thân thành đạo việc rời khỏi đây dễ dàng hơn nhưng chúng tôi đều không phải khoảng không vũ trụ cách thế giới của chúng tôi đâu chỉ mấy tỷ năm ánh sáng nếu như phi hành bay về chưa nói đến việc đụng độ với mấy sức mạnh tà ác trong không gian vũ trụ mỗi việc khoảng cách quá xa đã đủ tốn kha khá thời gian của chúng tôi rồi có lẽ chúng tôi chưa kịp quay về tới nơi thì người đã sớm già khọm rồi tạ lan giờ tôi mới nhận ra mình đã phạm sai lầm tội tệ như thế nào uổng công cô còn tự cho mình là người nắm giữ đạo chiến thần có thể nhìn thấu tiên cơ kiếm của anh có thể chém nứt tử tinh không mộ dung nguyên duệ đột nhiên hỏi chém tử tinh làm gì thật ra tử tinh không phải là chết khô rồi mà do mất đi sức mạnh tinh nguyên giống như bị băng phong vậy đó nếu như anh có thể chém bề mặt ngoài của chúng tôi liền có cách hấp thụ khí tức tiên thiên ngũ hành bên trong đám tử tinh này mộ dung nguyên duệ nói trên thế gian này chắc chắn không có cô tinh giữa các vì sao luôn nằm trong trạng thái cân bằng đặc biệt Tác dụng của việc này có thể sản sinh ra tinh nguyên, mà tinh nguyên là thước đo để đánh giá năng lượng mạnh yếu của một ngôi sao. Nếu như một ngôi sao bị biến thành cô tinh, sẽ không còn có bất cứ mối liên kết gì với ngôi sao khác, vậy thì ngôi sao đó sẽ nhanh chóng chết đi, sẽ không có phát sáng hay tỏa ra hơi ấm nữa, toàn bộ khí thức tiên thiên ngũ hành cũng sẽ bị ngôi sao hấp thụ vào trong lõi, quay trở về trạng thái nguyên sơ. Vũ trụ thuở ban sơ thật ra cũng được sinh ra như vậy, khi ấy vũ trụ chỉ là một ngôi sao chết khổng lồ tất cả năng lượng sinh mệnh vật chất của bị phong bế bên trong lõi. Mãi đến khi, lõi vũ trụ bị ngoại lực tách ra, mới biến thành vũ trụ của hiện giờ. Ai là người chia cắt vũ trụ khi ấy, bàn cổ cự thần sao? Nghe đến đây tôi liền hỏi, bàn cổ chỉ do đạo tàng đồn thổi thôi, thứ chia cắt vũ trụ ban đầu chính là sức mạnh của vận mệnh. Sức mạnh của vận mệnh, chương 978, vận mệnh xiềng xích 2. Ngoài vận mệnh trong bóng tối ra, làm gì có ai đủ sức chia cắt vũ trụ hỗn độn chứ? Thiên đạo không chết không diệt, muốn vọng tưởng dò xét huyền cơ vận mệnh hồng trở thành chủ nhân thực thụ của vũ trụ, nhưng lại không biết bản thân hắn sinh ra nhờ ứng kiếp, làm sao truy tìm nguồn gốc của nó được. Đạo lý này thiên đạo đáng lẽ phải hiểu rõ mới phải. Tôi nói, hắn tất nhiên hiểu rõ, nhưng nếu như anh đứng ở vị trí của hắn cũng sẽ không cam tâm đâu, rõ ràng mình đường đường là kẻ ngự trị chúng sinh, nhưng bản thân lại chịu sự kiểm soát của vận mệnh, nhất định hắn sẽ tìm đủ mọi cách thử thoát thân cho mà xem. Nếu như Thiên Đạo không thể thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh, hắn cần gì phải trêu đùa chúng sinh như thế chứ? Sức mạnh của vận mệnh đã suy yếu khá nhiều rồi, bởi vì vận mệnh cũng chịu liên lụy bởi nhân quả. Lần này nếu Thiên Đạo có thể chiến thắng Thái Cổ Thần Ma Tam Giới, sẽ hút cạn sức mạnh của vận mệnh, từ đó về sau, không còn vận mệnh, không còn nhân quả, chỉ có mình Thiên Đạo. Người theo ý trời thì sống, kẻ trái lẽ trời phải chết. Nếu như vận mệnh được ví như một sợi dây xích, vậy thì sợi dây xích ấy giờ đây đã lôi kéo quá nhiều người và vật rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, thái cổ thần ma chính là sợi dây xích vận mệnh đáng sợ nhất, bởi vì từ lúc vũ trụ sơ khai, đã có 3.000 thần ma được sinh ra. Trước đây thiên đạo đã chiến thắng thái cổ thần ma một lần, nếu như lần này vẫn giành chiến thắng, thì dây xích thái cổ thần ma sẽ có nguy cơ bị cắt đứt. Sợi dây số phận nối liền hai thứ với nhau, nếu như thái cổ thần ma thua trận, vậy thì sức mạnh vận mệnh sẽ đột ngột kết thúc. Chính lúc đó, thiên đạo sẽ chạy thoát khỏi tất cả nhân quả, hắn sẽ có được sức mạnh siêu phàm quyết định sống chết của vạn vật, trở thành chủ nhân của vũ trụ. Đây chính là suy luận mà cửu u nữ đế cũng không thể nhìn rõ bằng mộ dung nguyên duệ, bởi vì nữ đế là thần minh dưới chướng thiên đạo, mà bản thân thái cổ chiến thần mộ dung nguyên duệ chính là một trong những kẻ thù của thiên đạo. Chúng ta có thể đánh bại thiên đạo sao? Tôi hỏi, thiên đạo bất tử bất diệt, nếu như anh không xuất hiện, thiên đạo sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào hết thái cổ thần ma có quay lại cũng chỉ là kẻ bại trận thảm hại dưới tay hắn mà thôi. Có liên quan gì đến tôi chứ? Thất sát, tên giặc làm đảo lộn thế giới, nếu như thất sát không chết, thì kế hoạch của thiên đạo sẽ xuất hiện hàng loạt biến số khó lường trước được. Nếu như mệnh cách thất sát thật sự có sức mạnh nhân quả lợi hại đến vậy, thiên đạo đã sớm ra tay diệt trừ tôi rồi. Không, anh nói sai rồi, thiên đạo không giết anh, không phải vì hắn nhân từ khoan dung, mà vì hắn thật sự không thể tự tay giết chết anh được. Tại sao chứ? bởi vì anh cũng là một trong những sợi dây xích số phận cực kỳ quan trọng thậm chí mức độ còn hơn cả thái cổ thần ma thiên đạo có thể phá hủy sức mạnh mệnh bàn sát phá lang có thể từ tay diệt trừ tham lang và phá quân nhưng trước khi sợi dây xích số phận của hắn bị chặt đứt hắn tuyệt đối không được động tới thất sát nếu không sẽ phải chịu sự cắn trả khủng khiếp từ sức mạnh vận mệnh mộ dung nguyên duệ nói vận mệnh thay đổi mà thất sát chính là đại diện cho sự biến đổi khó lường đó nói cách khác thứ mà mệnh cách thất sát phải gánh vác chính là đứa con thật sự của vận mệnh vậy nên tạ lan anh tuyệt đối không thể chết được bởi vì thiên đạo sẽ không cho mệnh cách thất sát có cơ hội chuyển thế thêm lần nữa đâu chính vì là điểm tận cùng có bắt đầu cũng có kết thúc tất cả đều phải đến thời khắc chấm dứt rốt cuộc là thiên diệt chúng sinh hay chúng sinh diệt thiên đều phụ thuộc hết vào anh đó mộ dung nguyên duệ nghiêm túc nhìn tôi rồi nói tôi nghe xong liền trầm mặt một lá cờ chiêu hồn của ma đạo đã là gánh nặng khiến tôi mệt mỏi dã rời bây giờ tôi mới biết sứ mệnh tôi phải gánh vác còn nặng nề hơn cả cờ chiêu hồn của ma đạo thì ra đây mới là lời giải đáp sau cùng của điểm dừng nguyên duệ nếu như cô đã biết rõ hết mọi chuyện tại sao vẫn muốn tham gia vào trận chiến phong thần vô nghĩa này ha ha chẳng lẽ anh nghĩ ra ai cũng có thể chạy thoát khỏi bàn cờ sao cho dù tôi đã thức tỉnh túc mệnh của thái cổ chiến thần thì đã sao trừ phi tôi chọn từ bỏ thân phận tiên đạo tổ sư rồi quay về thái cổ thần giới nếu không sẽ bị thiên đạo chèn ép đến chết hoàn toàn không có cách nào thay đổi được. Thùy Hỏa đã quay về Thái Cổ Minh Giới rồi. Tôi nói, tôi biết, cửu u nữ đế tính toán mọi chuyện rất chuẩn, anh cũng đừng trách bà ấy. Tử thần không trở lại, Thái Cổ Minh Giới sẽ không đủ sức khởi binh đánh thiên đạo. Nhưng mà, tà thần ở Thái Cổ Minh Giới nhiều vô số kể, cô ấy có thể bước lên ngôi vị quân chủ của Thái Cổ Minh Giới hay không, vẫn phải xem số mệnh và tạo hóa của cô ấy rồi. Tôi tin cô ấy nhất định sẽ làm được, tôi cũng tin như vậy, Tôi chỉ cảm thấy buồn cho anh thôi." Mộ Dung Nguyên Duệ nói cảm thấy tiếc cho tôi, chính là đang ám chỉ việc tùy hỏa sẽ quên hết mọi chuyện của kiếp trước và kiếp này. Thật ra bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi, nếu như quên đi có thể giúp cô ấy không phải chịu nhiều tổn thương nữa, tôi tình nguyện bị cô lãng quên mãi mãi. Bi thương của ma đạo, hãy để một mình tôi gánh vác thôi. Nói xong hết mọi chuyện, tôi bắt đầu xuất chiêu kiếm chém nước tử tinh, hòng giúp Mộ Dung Nguyên Duệ ngưng tụ khí tức tiên thiên ngũ hành. Cuộc nổi loạn ở Thiên Đình năm xưa, Thái Ất Tiên Tôn đã từng đả động đến một mảnh kiếm hải của ngôi sao. Nhưng mà, những ngôi sao ấy chỉ là những chấm tô điểm trên màn trời đen, sức mạnh tinh nguyên gần như khá ít ỏi. Mà thứ tôi muốn chém là tử tinh vật đã tồn tại vĩnh hằng trong vũ trụ không gian sâu thẳm, một khi kích hoạt nó, lỡ như tinh nguyên bạo phát có thể soi sáng cả một màn trời đen, tuyệt đối không phải là thứ mà kiếm hải của Thái Ất Tiên Tôn có thể so bì được. Tôi phải chém bao nhiêu tử tinh đây? Trước khi xuất kiếm tôi hỏi một ngôi sao là đủ. Chương 979, bàn tay của thiên đạo một. Ngôi sao có rất nhiều loại, mỗi một ngôi sao gọi là tử tinh đều từng thắp sáng một mảnh trời ban đêm. Bởi vì nếu như ngôi sao nào có sức mạnh tinh nguyên quá yếu, một khi bị dập tắt, sẽ hoàn toàn biến mất. Có lẽ sẽ biến thành sao băng rồi bị thiêu dụi thành cho. Nhưng mà, tử tinh bởi vì chứa đựng khí thức tiên thiên ngũ hành rồi rào nồng đậm, cho dù có bị dập tắt vẫn sẽ không biến mất, mà đem toàn bộ năng lượng hấp thụ vào trong lõi ngôi sao, chờ đợi giây phút được chiếu sáng lần nữa. Mà sự chờ đợi này không biết phải kéo dài bao lâu, giống như bị băng phong vậy. Mộ dung nguyên duệ không phải muốn tôi thắp sáng tử tinh, mà là phá hủy nó. Đây là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì lúc tử tinh bốc cháy sẽ sản sinh ra năng lượng hủy diệt sánh ngang với sức công phá khi tự bạo huyền quan của trí cường đạo tổ. Vì thế, tôi muốn chém tử tinh, chỉ có thể đứng cách xa nó mới dám ra tay tôi nhanh chóng chọn được một tử tinh nhưng vẫn trần trừ không xuất chiêu tim thất cứu linh lung đang tính toán cự ly và kiếm khí cần phải bỏ ra sau khi tam kiếm hợp nhất làm một cũng giống như những gì tôi suy đoán trước đây tôi đã sở hữu một kiếm khí hoàn toàn mới đồng thời bao hàm cả ba loại áo nghĩa của quỷ kiếm ma kiếm và thần kiếm điểm đặc biệt nhất chính là kiếm khí lưu hình có thể đông cứng lại như vậy mỗi khi đường kiếm khí tiếp cận với mục tiêu đều sẽ xuất hiện thần thông hỗn tạp pha trộn giữa thái cổ tam kiếm Tuy rằng tam kiếm hợp lại làm một, nhưng mà kiếm khí lưu hình của mỗi kiếm đều giữ gìn nét riêng biệt, điểm khác nhau nằm ở chỗ, khi tôi dùng toàn lực xuất chiêu, liền sản sinh ra ba loại kiếm khí khác nhau, và chúng còn có thể dung hợp lại thành một kiếm khí lưu hình hỗn tạp mang uy lực vô cùng mạnh mẽ. Kiếm khí lưu hình hỗn tạp này chỉ bùng nổ trong phút chốc, nhưng sở hữu uy lực sánh ngang với kiếm hải nộ long thứ mà tôi dung hợp ba mảnh kiếm hải hóa thành. Chỉ xét ở điểm này, đã giúp sức mạnh chiến đấu của tôi gia tăng đến cảnh giới trí cường đạo tổ với lại đây vẫn chưa phải là tất cả bởi vì kiếm khí lưu hình của tôi có thể sản sinh ra thần thông hỗn tạp của thái cổ tam kiếm đạo nên sức mạnh hủy diệt thực sự đã vượt xa trí cường đạo tổ nhưng mà mấy công kích dạng này tôi không thể sử dụng nhiều lần được bởi vì nó tiêu hao quá nhiều thần niệm trước mặt kiếm đạo hoàn toàn mới đã dùng hợp làm một này tôi như một đứa trẻ mới tập đi được vài bước đã phải cố nắm vững một thanh kiếm to quá khổ so với thân hình nhỏ bé của mình trước đây sức mạnh chiến đấu lợi hại nhất của tôi nằm ở kiếm hải Bây giờ, tôi vừa có thể ngưng tụ kiếm hải, dùng kiếm khí lưu hình ngưng kết ra một mảnh kiếm hải hỗn độn bản nguyên. Chỉ là nếu tôi muốn ngưng tụ ra kiếm hải hỗn độn bản nguyên, bắt buộc phải thiêu dụi thần hồn mới có thể làm được, hơn nữa sẽ rơi vào tình trạng suy nhược sau khi sử dụng nó. Tôi tin chắc rằng kiếm hải hỗn độn bản nguyên của mình sở hữu uy lực của trí cường đạo tổ, nhưng đáng tiếc thần hồn hiện giờ của tôi không theo kịp tốc độ này, nếu không mặc kệ bao nhiêu hư không lãnh chủ xuất hiện, tôi cũng có thể dựa vào kiếm hải hỗn độn bản nguyên xử lý gọn lẹ bọn chúng ở bên ngoài quy khư. Nói tóm lại, bây giờ sức mạnh chiến đấu của tôi cao hơn so với trước khi hợp nhất thái cổ tam kiếm không chỉ một chút, nhưng vẫn chưa đủ sức để đạt đến cảnh giới một mình khiếu chiến với trời xanh. Mộ dung nguyên duệ đánh giá tôi, nói hiện giờ sức mạnh của tôi đã đạt đến trình độ lĩnh ngộ được đại đạo ở mức cao nhất như ma đạo tổ sư ngày trước. Nếu như có thể thoải mái tung hành khắp tam giới, nhưng mà hiện giờ, bắt buộc phải tính toán chu toàn kế hoạch trước mới có được uy lực xoay chuyển tình hình cuộc chiến. Nhược điểm lớn nhất nằm ở chỗ tôi còn chưa thể thành thạo kiếm đạo, mà thần hồn của tôi cũng cần gia tăng số lần chiến đấu để tẩy lễ. Sau khi đã chuẩn bị xong, tôi quyết định chém tử tinh mà mình đã chọn cách chỗ tôi đứng 3.000 dặm. Cách nhau đến 3.000 dặm nếu như mục tiêu là người, thì chắc hẳn không thể nhắm chuẩn xác được, nhưng mà tử tinh có kích thước vô cùng to lớn, dù cách tận 3.000 dặm vẫn đủ khiến cho người khác có cảm giác bị đe dọa. 3.000 dặm, là giới hạn cự ly mà tôi có thể phát huy sức mạnh kiếm khí hỗn độn bản nguyên vào lúc này. Mà đạo tổ sư có thể đứng ở nhân gian rồi dùng một kiếm chém cùng hoa hoàng, bởi vì ông ấy dùng đạo thần kiếm, mà dù bây giờ tôi có thể chém ở khoảng cách xa như vậy, nhưng chỉ dựa vào mỗi kiếm khí của thần kiếm thì không cách nào đả động đến tử tinh. Cho dù sử dụng kiếm khí lưu hình hỗn độn bản nguyên, nhưng liệu có thành công phá hủy tử tinh hay không thì tôi cũng không nắm chắc được. Mới đầu tôi muốn trực tiếp dùng đến kiếm hải, nhưng tôi sợ thần hồn sẽ bị suy nhược, ảnh hưởng đến việc quay về nhân gian. Trước khi tôi xuất kiếm, Mộ Dung Nguyên Duệ đã triệu hồi bốn đại phân thần phối hợp với bổn tôn cùng nhau múa kiếm một khúc tiên vũ nghề thường cho tôi. chương 980, Bàn tay của Thiên Đạo 2 Trình độ kiếm đạo của Mộ Dung Nguyên Duệ cũng không được xem là quá xuất sắc, nhưng khúc tiên vũ nghề thường này có thể cộng hưởng với kiếm khí thái cổ tam kiếm của tôi, gia tăng độ sắc bén cho kiếm ý, uy lực cũng được nâng lên một tầm cao mới. Mộ Dung Nguyên Duệ xinh đẹp tuyệt trần, tà áo duyên dáng sặc sỡ, điệu khúc tiên vũ nghề thường uốn lượn nhẹ nhàng không từ gì có thể diễn tả được vẻ đẹp mỹ miều này. Tiếng kiếm chém vang lên trong màn đêm, tiếng rào rào lẫn tiếng nỉ non, hạt châu lớn hạt châu nhỏ rác vào trong mân ngọc, âm thanh nhẹ nhàng tha thiết ngân nga trong lòng tôi đôi tay tôi cầm chắc kiếm côn lôn tuyết, để kiếm ý trong lòng ngực dần dần tích tụ. Đợi đến khi tim thất khiếu linh lung đã không thể chứa đựng được nữa, tôi mới nhảy lên khỏi mặt đất, hét lên một tiếng gầm, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Một kiếm chém thẳng tử tinh kiếm khí tam đạo đột nhiên tuôn trào từ trong kiếm côn lôn tuyết, chứa đựng lượng kiếm khí lưu hình khổng lồ. Tiếp theo đó, kiếm khí tam đạo hợp thành một thể, hóa thành kiếm khí lưu hình hỗn độn bản nguyên. Uy lực được gia tăng đáng kể, không gian bị xé vụn, giống như một con rồng phẫn nộ đang phóng lên khỏi mặt biển, gào thét ầm ỉ trong vũ trụ tối tăm. Giây phút kiếm khí lưu hình hỗn độn bản nguyên xuất hiện, tôi lập tức phát giác ra có thần niệm đang dò xét xung quanh không gian này. Lúc trước tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn luôn bình an vô sự, bởi vì sự tồn tại của chúng tôi không có gì đặc biệt để đủ sức kinh động đến những nhân vật trí tôn đã sống từ khá lâu trong vũ trụ bao la sâu thấm này. Nhưng bây giờ, kiếm khí hỗn độn bản nguyên, rõ ràng đã kích động đến giới hạn mà bọn họ có thể khoan dung cho được. Đến cả họ cũng bị kinh động, thì kiếm khí lưu hình hỗn độn bản nguyên này làm sao thoát khỏi tầm mắt của thiên đạo. Tôi đã phát hiện ra sự tồn tại của thiên đạo, giống như một cánh tay to khổng lồ nhưng vô hình lập lờ trong không gian vũ trụ rộng lớn này, đang muốn vươn lên tóm gọn lấy tôi khi phát hiện ra hai cánh tay đó, tôi bất thình lình nhớ tới đàm cửu long năm đó. Lúc Lưu Phong Thiên Tôn hóa thành sao băng vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến tương trợ, chính là bị hai cánh tay này bóp nát thành cám vụn, hóa thành đám mưa sao băng thấm đẫm nỗi bi thương kia. Hôm nay thiên đạo muốn dở lại trò cũ, và mục tiêu lần này đã biến thành tôi. Nếu như đây là nhân gian, thiên đạo tuyệt đối không dám mạo hiểm ra tay với tôi, nhưng nơi này lại là không gian vũ trụ sâu thấm, nếu thiên đạo muốn giết tôi, không ai có thể ngăn cản được, cũng không bị bất cứ cái nhân quả nào bám dính lấy. Lúc tôi cho rằng mình sẽ bị thiên đạo bóp nghẹt đến chết, thì tử tinh bị tôi chém vừa hay phát nổ. Tử tinh nổ tung, khí tức tiên thiên ngũ hành trực tiếp bộc phát trong trạng thái hỗn độn nguyên sơ, giống như vũ trụ khi xưa vậy. Vị trí tử tinh phát nổ vừa hay bắt ngang qua chỗ bàn tay của thiên đạo, năng lượng hủy diệt đáng sợ của vụ nổ, đã thẳng thừng phá hủy cánh tay của thiên đạo, áp lực đè nặng lên người tôi cũng đột nhiên nhẹ nhõm hẳn ra. Thì ra, Thiên Đạo không phải là kẻ vô địch không xem ai ra gì, hắn cũng có giới hạn của mình, cũng có lúc gặp trở ngại. Tôi quay đầu nhìn Mộ Dung Nguyên Duệ, phát hiện cô ấy còn căng thẳng hơn cả tôi, rõ ràng là làn da mềm mại trắng nõn này đã ướt đẫm mồ hôi, nỗi lo lắng kinh hoàng trong đáy mắt vẫn chưa kịp hoàn hồn trở lại. May mắn sống sót qua tai nạn, tôi chưa kịp nói câu an ủi, Mộ Dung Nguyên Duệ đã vội chạy đến ôm chặt lấy tôi, qua một hồi lâu mới nỡ buông ra. Tạ Lan, hắn ta thật sự muốn ra tay với anh rồi mộ dung nguyên duệ nói ừ cũng may số của tôi vẫn còn hên lắm tử tinh phát nổ đã phá hủy cánh tay của thiên đạo anh thật sự cho rằng tử tinh phát nổ đúng lúc như vậy chỉ là vận may thôi sao không phải đâu là sức mạnh vận mệnh đã can thiệp vào hành động càn quấy của thiên đạo xem ra cô đoán đúng rồi tôi có thể đúng thật là con trai của vận mệnh sao vậy lẽ nào anh còn nghi ngờ lời nói của tôi mộ dung nguyên duệ nheo mắt nói cô còn không mau kích hoạt trận tiên thiên ngũ hành nói không chừng quy khư của tôi còn đang bị hư không lãnh chủ xâm chiếm đấy. Cánh tay của thiên đạo đã bị phá hủy, những thần niệm đầy ác y muốn đe dọa tôi cũng lần lượt tan biến. Ngay đến thiên đạo cũng thất bại rồi, làm sao bọn chúng có gan dám động vào tôi nữa. Tiếp theo đó, mộ dung nguyên duệ lợi dụng khí thức tiên thiên ngũ hành phóng ra từ vụ nổ tử tinh, nhanh chóng kích hoạt pháp trận. Chốc lát đã mở ra một vòng xoáy dịch chuyển núi liền với nhân gian, tôi và mộ dung nguyên duệ ôm chặt lấy nhau cùng nhảy vào bên trong. Trong suốt quá trình dịch chuyển, dòng máu chảy trong huyết quản của chúng tôi lần nữa hòa quyện vào nhau đồng thời thần hồn cũng siết chặt lấy nhau mãi mãi không muốn xa rời loại cảm giác gắn bó xác thịt thần hồn hòa quyện làm một thể càng khiến tôi cảm thấy giữa tôi và cô ấy sẽ xảy ra một nhân quả to lớn nào đó chỉ là tôi không nghĩ ra sẽ xuất hiện loại nhân quả như thế nào thôi bởi vì chỉ cần một ngày mộ dung nguyên duệ không thể thoát khỏi ván cờ sinh tử này thì tôi và cô ấy chỉ có thể đứng ở thế đối địch với nhau chứ không thể yêu thương nhau nếu không thiên đạo có thể sẽ thẳng tay chừng trị cô ấy. Không biết hai chúng tôi đã trôi lơ lửng trong bóng tôi bao lâu, lúc tôi và mộ dung nguyên duệ lần nữa xuất hiện trong mật thất chiến thần, cờ chiêu hồn trong huyền quan bỗng dưng chuyển đến một đợt chấn động dữ dội. Hư không linh chủ ám ảnh dã ma, đã ghé bước đến quy khư. chương 981, nghịch chuyển thời không Cờ chiêu hồn trước giờ chỉ tuyên bố tên gọi của những đệ tử ma đạo đã tử trận trên chiến trường, lần này đột nhiên thông báo đợt tấn công của hư không lãnh chủ, đã nói rõ thời khắc quyết định sống chết của đệ tử ma đạo thật sự đến rồi. Nghe được lời này, tôi bèn lập tức từ biệt Mộ Dung Nguyên Duệ muốn tức tốc chạy về quy khư. "Để tôi tiễn anh." Mộ Dung Nguyên Duệ nói, "Dưới núi đã bị đại quân nhân đạo vây kín rồi, cô vẫn nên ở yên chỗ này thì tốt hơn." Tôi nói, "Không cần đâu, tôi nói tiễn anh, nghĩa là tôi sẽ cảm nhận ngũ hành trong trời đất ở nhân gian, dùng sức mạnh nghịch chuyển thời không, đưa anh về thẳng quy khư." Cô có thể làm được sao? Tôi há hốc mồm kinh ngạc nói. Trước đây tôi không làm được, nhưng mà sau khi quay về từ vũ trụ hư không, đạo chiến thần của tôi đã lĩnh ngộ được pháp tắc thời không, vạn vật trong thiên hạ đều có ngũ hành, thời không cũng không ngoại lệ. Đạo Tàng đã nói, Kim thần ở Côn Lôn, Thủy thần ở Quy Khư. Kim thần và Thủy thần đứng đối diện nhau, một tây một đông, cách nhau không chỉ vạn dặm. Huống chi thân pháp hay pháp bảo ngự không kiểu này, đều không thể giúp tôi bay xa ngàn dặm chỉ trong chốc lát được, nhưng mà nếu như xem nhân gian là một trận pháp tiên thiên ngũ hành khổng lồ để suy diễn ra, mộ dung nguyên duệ liền có thể dùng đạo chiến thần để vận dụng sức mạnh nghịch chuyển thời không, đưa tôi trở về quy khư ngay lập tức. Nhưng mà nếu làm vậy cần phải tốn kha khá thời gian để chuẩn bị, nên sau đó tôi liền theo mộ dung nguyên duệ lên đỉnh núi Côn Lôn. Cửu thiên đáng ma tổ sư đi cùng chúng tôi, lúc mộ dung nguyên duệ cảm mộ ngũ hành trong trời đất, ông ấy kể tình hình hiện tại của quy khư cho tôi nghe. Lúc này đây nhân đạo và tiên đạo vẫn giữ thái độ im lặng, âm thầm quan sát mọi động tính của quy khư. Hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma thân là quân đoàn ngoại thành dưới chướng thiên đạo, dẫn theo đại quân vương quân thâm nguyên của ông ta tiên phong tấn công quy khư ma đạo, sau lưng ông ta còn không ít vương quốc thâm nguyên đang dò mó quy khư. Ngoài đại quan vương quân thâm nguyên của ám ảnh dạ ma ra, thì lần này âm ti cũng đã hạ quyết tâm, phái ra hầu như toàn bộ chiến lược tinh nhuệ tập kết trên Đông Hải, đánh nhau với ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú của đình viện Bắc Đầu Quân Tinh. Âm ti không có hứng thú gì với vùng đất đã tái sinh như quy khư tổ đình, thứ mà châu khất để tâm tới là vong hồn của đệ tử ma đạo. Chỉ khi nào hấp thụ vong hồn của kẻ địch vào âm ti, đày họ xuống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh thì mới thỏa mãn mối hận thấu xương trong lòng châu khất. So với điều này, thì thần hồn tiêu tán còn quá nhân từ đối với ma đạo. Núi Bất Chu hiện giờ bị bao phủ bởi bóng tối và màn trời đen, không rõ chiến sự đang diễn ra như thế nào, nếu châu khất vẫn chưa bắt đầu tấn công đỉnh viện Bắc đầu quần tinh nghe đến đây lòng tôi nhẹ nhõm hẳn ra nhưng mà nỗi lo lắng cho quy khư càng thêm nặng nề hơn ám ảnh dạ ma có thể kéo bóng tối màn đêm che phủ cả núi bất chu có thể thấy đẳng cấp của ông ta đã vượt xa cảnh giới trí cường đạo tổ bởi vì ông ta đang thi triển sức mạnh thuộc về phạm trù lĩnh vực trong hệ thống tu hành trí cường đạo tổ chính là cảnh giới tu vi cao nhất mà phía trên trí cường đạo tổ còn có một cảnh giới đó là cảnh giới thái cổ thần ma ở đây nhắc đến thái cổ thần ma không phải đang chỉ đẳng cấp thái cổ thần ma như A Lê và Phong chủ, mà đang nói tới thái cổ thần ma đã hoàn toàn thức tỉnh uy lực, ví dụ như Tử thần sau 9 lần niết bàn. Thái cổ thần ma toàn chân thể có thể trực tiếp sử dụng sức mạnh hỗn độn bản nguyên. Mũi tên của A Lê bây giờ vẫn thuộc phạm trù thần tính và ma tính, không thể bắn ra mũi tên hủy diệt có chứa sức mạnh hỗn độn bản nguyên, phải đợi khi cô bé thức tỉnh toàn bộ uy lực của Thái cổ Nguyệt thần, hơn nữa phải đem toàn bộ năng lượng của Nguyệt chi quang diện và Nguyệt chi ám diện dung hòa với nhau mới có thể bắn được mũi tên mang sức mạnh hỗn độn bản nguyên. Thái cổ thần ma là người chỉ cần một cử chỉ hay một hành động nhỏ đã có thể điều khiển được sức mạnh hỗn độn bản nguyên, mới xứng làm đối thủ của thiên đạo. Thái cổ thần ma toàn chân thể, có thể mượn sức mạnh hỗn độn bản nguyên mở ra một vùng lĩnh vực của riêng mình. Tất cả những kẻ thù lọt vào trong lĩnh vực này, đều sẽ bị sức mạnh hỗn độn bản nguyên ảnh hưởng. Tôi đã từng chiêm ngưỡng nguyên mẫu lĩnh vực tử thần xuất hiện trên người Thùy Họa, ngọn lửa linh thức trải dài trên diện rộng của cô ấy, thật ra là tiền tố của tử thần lĩnh vực. Đợi sau khi cô ấy hoàn thành lần niết bàn thứ 9 xong, liền có thể tùy ý diễn hóa ra một vùng đất chết chóc héo mòn, đến lúc đó tất cả những sinh vật sống trong phạm vi lĩnh vực đều sẽ bị ngọn lửa linh hồn thiêu rụi thành cho. Còn đối với người được tử thần dùng thần niệm che chở, tất nhiên vẫn bình an vô sự. Đãng Ma Tổ sư, sức mạnh lĩnh vực của ám ảnh dạ ma ra sao, có ảnh hưởng như thế nào với núi Bất Chu? Tôi hỏi, theo tình báo có được từ Thiên Đình, lĩnh vực của ám ảnh dạ ma chỉ ngăn cấm sinh ra ánh sáng, khiến kẻ địch chìm sâu vào bóng tối, từ đó ảnh hưởng đến ngũ cảm lục thức, còn cơ thể lại không hề hấn gì cả. Cửu thiên đáng ma tổ sư nói, lĩnh vực có cái yếu cái mạnh, có to có nhỏ. Lĩnh vực của ám ảnh dạ ma có thể bao trùm cả ngọn núi bất chu, nhưng cùng lắm chỉ ngăn chặn ánh sáng, chứ không gây thương tích gì cho cơ thể. So ra thì, nếu nó giống như lĩnh vực tử thần, là ngọn lửa thiêu cháy linh hồn, cho dù phạm vi ảnh hưởng nhỏ hơn gấp mấy lần lĩnh vực của ám ảnh dạ ma, cũng đủ sức mang lại hỏa diệt vong cho ma đạo. chương 982, nghịch chuyển thời không khai. Nhưng mà, suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu, tử thần thái cổ minh giới là thần minh cao nhất của cả thái cổ minh giới, không phải một hư không lãnh chủ nhỏ nhoi có thể so bì được. Ma đạo có phản công không? Ám ảnh dạ ma đã ngăn chặn hết mấy thần niệm truyền tới do thám, ta chỉ có thể nói với cậu, trận vạn tiên của núi Bất Chu vẫn chưa có động thái nghiêm trọng gì hết, Ngoài ra, Nguyên Phượng tổ sư của các người cũng không sử dụng bảy tia sáng để xé rách màn đêm tối tăm kia." Cửu Thiên Đãng Ma tổ sư nói, "Xem ra, tiên đạo các người cũng biết rõ từng chân tơ kẽ tóc của ma đạo bọn tôi đấy." Ha ha, những chuyện lớn nhỏ của quy khư, dù qua mặt được suy đoán của Tử Vi đại đến, cũng làm sao giấu được năng lực dò xét tam giới của Mộ Dung đạo tổ. Thật ra ma đạo không sợ phải chiến đấu vào ban đêm, bởi vì đơn vị chiến đấu vào ban đêm của ma đạo mạnh hơn đơn vị bình thường. Cự Long Hắc Ám Liễu Chi Nhung có thể phát huy sức mạnh chiến đấu cao hơn gấp mấy lần so với lúc bình thường, mà một khi liệt diệm chi hải của Nguyên Phương bạo phát, sẽ tặng cho đám quân đoàn tà ác thích bóng tối kia một món quà bất ngờ. Cửu Thiên Đãng Ma Tổ sư nói trận vạn tiên ở núi Bất Chu vẫn chưa có động tĩnh lớn gì, tôi liền biết Khương Tuyết Dương đã tạm thời ổn định tình hình trận chiến. Tôi tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi vẫn phải nhanh chóng chạy về quy khư, bởi vì cho dù khương tuyết dương có thể ngăn cản được quân đoàn tà ác thâm uyên của hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma thì ma đạo làm sao đủ sức đối phó với bổn tôn của ông ta ám ảnh dạ ma có thể tạo ra lĩnh vực màn đêm bóng tối càng nói ra sức mạnh chiến đấu của ông ta tuyệt đối cao hơn cảnh giới trí cường đạo tổ đạt đến cảnh giới thái cổ thần ma mà ma đạo tôi sau khi Thủy họa rời đi đã không còn vị trí cường đạo tổ nào nữa thủy kỳ lân yến tháp đang mai phục ở âm ty bắc minh tú và âm ty đang quyết chiến ở đông hải Ngạo Phong đã dung hợp với Vạn Lý Trường Thành. Nếu tính như vậy, chiến lực đạo tổ của Ma Đạo chỉ còn lại mỗi kiếm linh thuần quân, cự long hắc ám liếu chi nhung, nguyên phượng tổ sư hy hòa. Mà ba người bọn họ, có lẽ dù dùng toàn lực hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của hư không lãnh chủ ám ảnh dã ma. Đúng rồi, vẫn còn tạ uẩn nữa. Thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao của tạ ẩn có thể chảm chí cường đạo tổ, nhưng mà, hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma đã vượt qua cảnh giới trí cường đạo tổ, chưa rõ tạo ẩn có thể phát huy ra bao nhiêu sức mạnh hủy diệt. điều mấu chốt là đao cuối cùng quy nguyên tịch tà của tạo ẩn không thể dễ dàng sử dụng được. đồng thời cô ấy vẫn phải luôn chăm chú quan sát tình hình chiến sự của đình viện bắc đầu quần tinh để có thể lựa chọn thời điểm thích hợp dùng một đòn tiêu diệt đại quân âm hồn. nhớ đến điều này lòng tôi càng lúc càng thấp thỏm không yên. trận chiến đấu với hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma là trận mở màn cho cuộc chiến chống quân tà ác thâm huyên đang có mưu đồ xâm lược ma đạo. trận đầu tiên có giành được chiến thắng hay không? giành được bao nhiêu chiến tích, đều ảnh hưởng rất lớn đối với tình hình cuộc chiến trong tương lai. Lỡ như không thể hù dọa được bọn hèn nhát kia, có lẽ sẽ khiến ma đạo chịu tổn thất và thương vong nặng nề, sau đó còn phải nghênh đón hàng ngàn trận thảo phạt tàn sát của quân đoàn thâm uyên. Với lại cốt lõi của quy khư còn nhiều hạn chế, không cách nào chịu đựng được tổn thất trong trận chiến ở mức độ này. Tuy rằng đệ tử ma đạo có thể gia tăng sức mạnh chiến đấu qua cuộc chiến, nhưng nếu như tình hình trận chiến quá căng thẳng, thì đến thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức của ma đạo cũng khan hiếm nữa, làm gì còn cơ hội lĩnh ngộ để gia tăng thực lực. Huống chi âm ti vẫn như con hổ đói rình mồi đang lượn lờ ở Đông Hải, một khi ma đạo rơi vào thế yếu, châu khất nhất định sẽ không tiếp tục trần trừ nữa mà dẫn quân thẳng tiến đến quy khư. Lúc tôi đang ngồi trên đóng lửa, bồn chồn lo lắng, thì mộ dung nguyên duệ đã hoàn thành xong việc bố trí trận pháp. Ngay lập tức tôi phóng người lên núi Côn Lôn, mộ dung nguyên duệ và bốn phân thân khổng lồ không ngừng xoay quanh tôi, tất cả khí thức tiên thiên canh kim đều dồn hết sức hóa thành một vòng xoay năng lượng tiên thiên canh kim bên cạnh tôi kim thần ở núi côn lôn tôi đứng trong vòng xoáy tiên thiên canh kim cảm thấy bản thân tựa như kim thần vậy trên dưới toàn thân đều như bọc thêm một lớp ánh kim sáng rực rỡ thanh kiếm côn lôn tuyết trong tay càng điên cuồng hấp thụ khí thức tiên thiên canh kim vào thân kiếm mộ dung nguyên duệ tất nhiên không thấy tiếc của nhưng khóe miệng của cửu thiên đáng ma tổ sư lại giật giật không ngớt những khí thức tiên thiên canh kim này là căn nguyên sức mạnh của pháp trận bảo vệ côn lôn, giờ đây bị kiếm của tôi tham lam hút trọn hết, làm sao không khiến ông ta tiếc sót ruột chứ. Một khi uy lực pháp trận bị suy yếu, thì sau này lúc quân nhân đạo đánh tới sẽ càng không kiêng rè gì mà tiến công ồ ạt như vũ bão. Kim thần ở núi côn lôn, thủy thần ở quy khư. Ngũ hành tương khắc, nghịch chuyển thời không, phụng mệnh thái cổ chiến thần, tiễn ma đạo tổ sư quay về quy khư, lập tức tuân lệnh, sắc sắc sắc. Chương 983, Phong Nguyệt Vô Song 1 quy khư, núi bất chu. Trước khi hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma xuất hiện, hiện tượng thiên văn đã xuất hiện điềm báo. Lần xâm nhập này của quân đoàn thâm nguyên xảy ra vào lúc nửa đêm. Ban đêm, trời khuya lạnh lẽo, trăng sáng vàng vặc, ánh trăng chiếu xuống mặt biển vô tận, nước biển bàng bạc. Khi đó A Lê đang trên đỉnh lĩnh hội sức mạnh thủy triều của mặt trăng. Lực chiến của A Lê hiện tại đã đến thời khắc đột phá mấu chốt trong tu luyện, chỉ cần có cơ hội sẽ thăng được lực chiến lên đến cảnh giới đạo tổ, lúc đó cho dù không thể bắn ra hỗn độn bản nguyên chi tiến, cô ấy cũng có thể đem thần tính hai mặt của thái cổ nguyệt thần mà phát huy hết mức có thể. Khi A Lê chuyên tâm đắm mình dưới vầng sáng ánh trăng, nghiền ngẫm hai mặt thần tính của thái cổ nguyệt thần, cô ấy đột nhiên nhận ra trong ánh trăng có sen lẫn một luồng sức mạnh tả ác. Cô ấy ngẩng đầu nhìn vầng trăng, vầng trăng tựa như tấm ngọc sáng bóng thuần khiết nhưng trên đó lại xuất hiện một vệt đen. Tiếp theo các vệt đen nhanh chóng lan rộng ra, trong phút chốc, vầng trăng đã chuyển thành màu đen. Ánh trăng bị che khuất, sau đó các vì sao trên trời cũng lần lượt biến mất, chỉ còn bóng tối thuần túy bao trùm lên núi Bất Chu. A Lê lập tức phản ứng ngay, bắn bốn mũi tên ra bốn hướng, báo cho đại quân ma đạo chuẩn bị nghênh chiến. Cuối cùng, A Lê dùng hết sức lực, đốt cháy thần hồn, bắn một mũi tên về phía mặt trăng đen, muốn phá bỏ đi sự phong tỏa của bóng tối. A Lê là Thái Cổ Nguyệt Thần, ngay cả trong bóng tối tối đen như mực, cô ấy cũng có thể bắn trúng vị trí mặt trăng tuyệt đối cực kỳ chính xác nhờ cảm nhận được sức mạnh của mặt trăng nếu mũi tên này nhằm vào nơi khác mà bắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy được lực chiến ở cấp độ đạo tổ nhưng khi a lê bắn tên về phía mặt trăng lại có thể bộc phát ra sức mạnh nguyệt thần mạnh ở cấp độ đạo tổ mạnh nhất mũi tên xuyên qua màn đêm bay rất nhanh về hướng mặt trăng nhưng vào giây phút cuối cùng khi a lê sắp sửa bắn mặt trăng thành công một bàn tay hắc ám đã tóm chặt được mũi tên nguyệt thần này a lê bắn mặt trăng thất bại liền biết mối nguy lớn nhất của ma đạo quy khư đã đến rồi hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma lấy sức mạnh lãnh địa phong tỏa núi bất chu ngăn cấm tất cả mọi ánh sáng đưa núi bất chu chìm vào bóng tối vô tận sau đó đại quân vương quốc thâm uyên của ông ta giống như đứa con của bóng đêm nhảy ra từ trong bóng tối hư không xuất hiện trên núi bất chu với số lượng cả triệu hợp thành đại quân thâm uyên vương quốc thâm uyên ở bên ngoài vũ trụ hưởng sự cô độc vô tận nguồn tài nguyên có hạn bình thường dựa vào cướp bóc năng lượng sinh mệnh của các hành tinh khác lần này vì thiên đạo mà chiến đấu hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma đã đem ra toàn bộ sức mạnh của vương quốc. Dốc toàn bộ vào canh bạc ma đạo quy khư, chỉ cần có thể nắm được quy khư, bọn chúng có thể dựa vào nhân gian, thừa dịp lấy đi tất cả năng lượng sinh mệnh, thân xác và thần hồn nhân gian trở thành thức ăn của chúng. Sau khi được A Lê cảnh báo, Khương Tuyết Dương lần đầu tiên kích hoạt vạn tiên trận, sau đó đại quân ma đạo tập hơn trên đỉnh núi Bất Chu. Dù khởi động vạn tiên trận, nhưng do đại trận này tiêu hao tài nguyên quá lớn, Khương Tuyết Dương không có ý định dùng Vạn Tiên Trận để diệt trừ kẻ địch hùng mạnh, thay vào đó cô ấy tổ chức đại quân ma đạo trên đỉnh núi để nghênh chiến kẻ địch hùng mạnh xâm nhập. Trên đỉnh núi Bất Chu rộng mênh mông bao la, như tự nhiên sinh ra để làm chiến trường, có thể chứa đại quân quy mô hàng triệu người chiến đấu. Trận chiến quyết định trên đỉnh núi là lựa chọn tốt nhất cho bên ngoài xâm lăng vào, vì nếu như đánh núi Bất Chu từ hướng khác, sẽ bị hạn chế về địa hình mà dễ dàng bị sát ý Vạn Tiên Trận nuốt chửng. Vì vậy, đỉnh núi Bất Chu sẽ là nơi đầu tiên bắt đầu trận chiến, tương lai một thời gian dài sắp tới sẽ trở thành chiến trường chính để ma đạo nghênh chiến quân đoàn thâm uyên. Cho đến khi máu tươi chảy nhuộm đỏ cả đỉnh núi Bất Chu, những hư không lãnh chủ từ vương quốc thâm uyên trong vũ trụ mới không thể không điều chỉnh phương án chiến đấu, khắp các quy khư đều là chiến trường. Đại quân thâm uyên của ám ảnh dạ ma còn chưa chính thức xuất hiện trên đỉnh núi, mà đạo đã trước một bước sắp xếp xong quân lực. Liễu chi nhung hóa thân thành rồng đen to lớn ẩn nấp trong bóng tối vô tận, Nguyệt thần A Lê và quân đoàn Nguyệt thần chi tiến của cô ấy nhìn chằm chằm vào màn đêm chờ đợi cơ hội, bản thân hai vị đại sát thần dẫn dắt 50 vạn dũng sĩ quy khư cấp bậc thuộc hàng đế vương, Lưu Phong Sương điều động xuất ra đại quân yêu tộc số lượng 100 vạn. Nguyên Phụng Tổ Sư Hy Hòa cùng Khương Tuyết Dương phụ trách đội quân ở trung tâm. Trong trận chiến này, yêu cầu của Khương Tuyết Dương với Hy Hòa là lấy khả năng hủy diệt mạnh nhất ra sức mà đánh và thậm chí là tiêu diệt quân đoàn ám ảnh thâm nguyên. Các chiến sĩ quân đoàn hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma chia thành hai loại, một loại được gọi là dạ chi tử tức là đứa con của bóng đêm, hình dạng con người, chúng có thể bắn ra mũi tên ma thuật tà ma hút đi sức mạnh thần hồn. Loại thứ hai gọi là ám ảnh ma tức là một bóng ma, hình dạng ma thú, ám ảnh ma thân hình mảnh mai, hành động nhanh nhẹn, ẩn nấp trong bóng đêm, bẩm sinh là thích khách, mỗi đòn tấn công đều có thể đánh mạnh vào điểm yếu của kẻ thù. Chương 984, Phong Nguyệt vô song 2 Sức tấn công của dạ chi tử bằng một nửa cảnh giới thiên tôn, số lượng ước tính khoảng 800 vạn, dù đòn tấn công có sức hấp thu sức mạnh thần hồn vô cùng mạnh, dù bất chấp được cả thiên tôn đạo thể nhưng những mũi tên ma thuật đòi hỏi phải được truyền tinh lực trong thời gian dài, sức tấn công như vậy không thích hợp với chiến đấu lâu dài. Lực công kích của ám ảnh ma đối và quy khư ban đầu là tương đương nhau, ở cảnh giới bằng một nửa đỉnh cao thiên tôn, cú đâm chí mệnh đầy hắc ám của ám ảnh ma có thể ngay lập tức bộc phát ra sát thương vô hạn gần bằng thiên tôn, thậm chí, ngay khi 10 ám ảnh ma cùng lúc bám chặt vào một thiên tôn thì có thể trực tiếp nghiền nát thiên tôn đạo thể và giết chết. Đây là đội quân có lực công kích vô cùng mạnh, có thể tưởng tượng, đại quân ám ảnh ma số lượng vô cùng lớn với khoảng trăm vạn người sẽ đem đến biết bao nhiêu là thương vong cho đệ tử ma đạo. Bất quá, đại quân ám ảnh ma cũng có điểm yếu chí mạng. Ám ảnh ma đem toàn bộ thiên phú của chủng tộc đặt vào khả năng bộc phát lực tấn công trong nháy mắt, nhưng khả năng phòng ngự của chúng lại rất yếu ớt, nếu như có thể sắp xếp tốt từ trước có thể khiến thương vong ma đạo giảm thiểu xuống mức thấp nhất. Nếu như Thùy Hỏa vẫn còn ở đây, dựa vào lực phòng thủ vô cùng mạnh của thân thể bất tử của tử thần đã 8 lần niết bàn của cô ấy, có khả năng có thể tiêu diệt sạch quân đoàn ám ảnh ma. Tuy Thùy Hỏa có thể tiêu diệt ám ảnh ma, nhưng ngược lại không thể chịu được mũi tên ma pháp của dạ chi tử. Quân đoàn thâm uyên của hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma ngoài 280 vạn ma binh thông thường, còn có hàng nghìn chiến tướng bậc cao, trong đó chiến tướng thiên tôn có hơn trăm người, thậm chí còn có cả cấp bậc đạo tổ. Trên thực tế, nguy cơ lớn nhất của ma đạo không phải là đại quân thông thường của quân đoàn ám ảnh thâm nguyên mà là những chiến tướng bậc cao này. Ma đạo chủ trương ninh chiến, còn có vạn tiên trận chờ đợi cơ hội để phát động. bất luận là giả chi tử hay là ám ảnh ma đều có nhược điểm có thể khai thác. Nhưng mà chiến tướng bậc cao trong đại quân ám ảnh thâm nguyên sẽ không bị kiềm chế bởi trận pháp thông thường. dưới thiên tôn đều là vật hy sinh, mỗi chiến tướng thiên tôn đều có phép thần thông khác nhau để công kích và điều đó sẽ gây khó khăn cho bất kỳ ai trốn tránh sức mạnh hủy diệt. Phiền phức nhất vẫn là chính hư không lãnh chủ Ám Ảnh Dạ Ma, sức mạnh tồn tại vượt qua cả đạo tổ mạnh nhất, chỉ áp lực thần niệm cũng đã đủ lấy đi một phần ba sĩ khí ma đạo. Thùy Hỏa không có ở đây, không biết Tạ Lan có thể lấy cửu lê kỳ chống lại uy lực thần niệm của hắn hay không. Nhưng Ám Ảnh Dạ Ma hiện tại chủ yếu dồn hết sức lực thi triển Ám Ảnh Dạ Mạc, hắn nghĩ rằng bóng tối hắc ám sẽ khiến đại quân của hắn có thể phát huy hết sức chiến đấu nhưng hắn lại không hề biết rằng thứ đệ tử ma đạo không hề sợ hãi khi chiến đấu trong bóng tối dù không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng có thể dùng thần thức để cảm nhận giải thích ám ảnh dạ mạc nghĩa là tấm màn bóng đêm hết giải thích thời gian trôi qua mỗi giây phút đều là sự dày vò a lê tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào màn đêm bóng tối có thể che đi tầm mắt người thường nhưng không có cách nào ngăn được ánh mắt nguyệt ma của a lê khi đôi mắt cô ấy chuyển sang tối sầm với cô ấy mà nói, bóng tối cũng chính là một loại ánh sáng. Khi một con ám ảnh ma xuất hiện trong tầm mắt A Lê, cô ấy dương lên thượng cổ cốt cung. Đương khi có hàng trăm ám ảnh ma xuất hiện, cô ấy từng chút từng chút dương dây cung lên. Càng ngày càng có nhiều ám ảnh ma xuất hiện, khoảng cách đến đỉnh núi Bất Chu cũng càng lúc càng gần hơn, cung của A Lê cũng càng lúc càng hoàn hảo hơn. Cuối cùng, ước tính có khoảng 50 vạn ám ảnh ma hiện thân, chi chi chít chít tập hợp lại, hóa thành làn sóng hắc ám cung của A Lê giống như trang rằm, bắn ra một mũi tên. Mũi tên mà A Lê hiện đang sử dụng vẫn là tiên vũ khinh linh tiến, nhưng mũi tên mà bây giờ cô ấy bắn ra là phong nguyệt vô song tạo ra từ nguyệt thần quỹ đạo đã được Khương Tuyết Dương đặc biệt chuẩn bị. Loại mũi tên này rất quý và cũng rất hiếm có. Trên mũi tên được cử thiên phong chủ khắc lên trận phong hệ ma pháp, có thể lần nữa làm đột phá ra tốc độ nhanh cực hạn mà A Lê có thể phát huy được. Đồng thời, trên mỗi mũi tên đều có sức mạnh ánh trăng do chính A Lê rót vào khi A Lê bắn ra nguyệt thần quỹ đạo cùng với phong nguyệt vô song bộc phát ra sức mạnh hủy diệt tuyệt đối không kém gì đạo tổ. Điểm mấu chốt là nguyệt thần quỹ đạo vẫn tạo ra một đường tấn công xuyên qua khó mà sai lệch được, về điểm này thì đại đa số đạo tổ thậm chí là đạo tổ mạnh nhất cũng không làm được. Thùy hỏa không có ở đây, kiêm hà cũng không có ở đây, A Lê hiện đang là người có thành tích giết chóc lớn nhất, là đại diện của tử thần. Phong nguyệt vô song, nguyệt thần quỹ đạo, cùng lúc A Lê hét lên, Nguyệt thần quỹ đạo từ trong màn đêm bộc phát ra ánh trăng rực rỡ nhất. 50 quân tiên phong ám ảnh ma bị tiêu diệt sạch sẽ trong nháy mắt. chương 985, mối nguy lớn nhất một. Sau khi A Lê tiêu diệt 50 vạn ám ảnh ma chỉ bằng một mũi tên, ngay lập tức tiếp tục phong nguyệt vô hạn lần thứ hai. Lúc này tốc độ đổ bộ của ám ảnh ma đã nhanh hơn rất nhiều, A Lê hầu như không hề do dự bắn ra nguyệt thần quỹ đạo. Lần này nguyệt thần quỹ đạo tạo ra sức hủy diệt còn kinh khủng hơn, 8 vạn ám ảnh ma bị sức mạnh nguyệt thần tiêu diệt. Nhưng hai lần tổn thất nặng nề liên tiếp khiến ám ảnh ma cảnh giác hơn, A Lê còn chưa bắn ra được mũi tên thứ ba thì cô ấy đã bị giả chi tử từ phía sau đại quân ám ảnh ma khóa chặt. thấy vậy, A Lê quyết đoán hạ từ trên không xuống đất, ẩn nấp trong đại quân ma đạo, tiếp tục dẫn nguyệt thần chi tiến chầm chằm theo dõi động tĩnh trên không. Khoảnh khắc A Lê từ trên đáp xuống đất, kiếm linh thuần quân đã vào thế chỗ cô ấy. Kiếm linh thuần quân cực kỳ kiên trì, cứng rắn không hề bị ảnh hưởng bởi sức mạnh hút đi thần hồn của giả chi tử mà thân kiếm bẩm sinh cũng khiến cho cô ấy năng lực phòng thủ mạnh mẽ mà Thùy Họa mới có. Lúc này thuần quân đang bay trên không, hai tay chỉ vào thanh kiếm, thái cổ tam kiếm dồn dập phóng ra kiếm khí, hợp lại thành ba thanh kiếm hải. Tầm tấn công của thuần quân không xa như A Lê, đợi đến khi ám ảnh ma tiếp cận cô ấy chỉ còn cách khoảng 10 trượng, ba thanh kiếm hải của cô ấy mới bắt đầu phát huy sức mạnh. 10 trượng, đã đủ để ám ảnh ma tung ra đòn chí mạng, tất cả chúng cùng nhau hành động, trong nháy mắt vây cha thuần quân tung ra đòn chí mạng, kiếm hải ma kiếm phát ra kiếm khí ngút trời. Kiếm hải của thuần quân, mỗi cái đều có sức mạnh hủy diệt cấp đạo tổ. Khả năng phòng thủ của bản thân ám ảnh ma khá thấp, toàn bộ sức mạnh đều đặt vào các đòn tấn công mạnh mẽ với tốc độ chớp nhoáng, sao có thể chịu nổi kiếm khí với sức mạnh hủy diệt tấn công không lệch đi đâu được như vậy, trong khoảnh khắc ấy từ trên trời ập xuống cơn mưa màu đen. Cơn mưa đen là biến hóa từ máu huyết của ám ảnh ma, kiếm hải ma kiếm của thuần quân ầm ầm giết gần 10 vạn ám ảnh ma đợi đến khi chỉ huy ám ảnh ma phát giác ra có gì đó không ổn, chuẩn bị sắp xếp đội hình, thay đổi điểm đáp xuống, hai thanh kiếm hải của thuần quân, quỷ kiếm lại lần nữa phát ra uy lực lấy mạng cả chục ngàn ám ảnh ma. Mưa máu màu đen, mùi tanh sộc vào mũi, ám ảnh ma đang hỗn loạn ngay lập tức bị giết, rơi vào trong nỗi sợ hãi vô tận. Trong bóng tối trên không, hư không lãnh chủ ám ảnh dã ma nổi cơn thịnh nộ, thúc giục mạnh mẽ ám ảnh chiến tướng tấn công thuần quân, nhưng lúc này kiếm hải ma kiếm trong tay thuần quân vẫn bất động, đợi ám ảnh chiến tướng cùng hợp lực tấn công, kiếm hải thần kiếm quét lên trong lúc tiến công. Chỉ nghe thấy trên không phát ra gào thét thê thảm, ngay lập tức hàng chục chiến tướng cấp thiên tôn bị kiếm hải thần kiếm ầm ầm giết. Cho đến lúc này, lính thâm uyên của hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma còn ở trên không, chưa kịp đáp xuống đã phải tổn thất gần 30 vạn ám ảnh ma. Và đây chưa phải là hồi kết. Khương Tuyết Dương biết đòn tấn công chí mạng ám ảnh ma sẽ gây thương vong lớn cho ma đạo, vì vậy cô ấy có ý định dùng hết khả năng tiêu diệt đại quân ám ảnh ma ở trên không. Sau khi thuần quân dùng hết ba thanh kiếm hải, cô ấy sẽ tạm thời rút lui. Chỉ huy ám ảnh ma cảm thấy mối nguy trên không đã giải trừ, dẫn các chiến tướng bậc cao tiếp tục hướng đến đỉnh núi Bất Chu mà đổ bộ xuống. Lần này chúng không dám nhảy xuống ngay chỗ đệ tử ma đạo, mà là chọn đáp xuống ở chỗ khoảng trống đối diện với đội quân ma đạo. Thuần quân không ra đòn tấn công vào ám ảnh ma, mà đứng chắn phía trước đệ tử ma đạo tiếp tục triệu hồi kiếm hải. A Lê và đội quân Nguyệt Thần chi tiến của cô ấy thừa dịp ám ảnh ma đang đáp xuống tiếp tục tung ra mưa tên ào ào công kích, nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên, không biết có bao nhiêu ám ảnh ma chết đi, thân thể và linh hồn tiêu biến. Bất quá, vẫn còn rất nhiều ám ảnh ma an toàn đáp xuống đất, bắt đầu sắp xếp đội hình. Đợi đến khi đội quân ám ảnh ma trên mặt đất hình thành, quân đoàn dạ chi tử cũng xếp thành trận ở trên không, tạo thành hai mũi tiến công kép, đội quân Nguyệt Thần chi tiến của A Lê cũng không thể gây sát thương một cách hiệu quả với ám ảnh ma nữa. Đương nhiên tiếp theo sẽ là trận chiến đối đầu của quân đoàn, nhưng mà ma đạo vẫn còn ba át chủ bài chưa tung ra. Ngay khi chỉ huy ám ảnh ma thổi kèn sung trận, phát động cuộc tấn công, thân rồng khổng lồ liễu chi nhung lẩn trốn trong màn đêm từ trước bất thình lình hiện hình, thân rồng cực kỳ to lớn trực diện xông vào đội hình dạ chi tử trên không trung. Chỉ huy dạ chi tử không kịp đưa ra phản ứng thì hàng vạn dạ chi tử đã bị liễu chi nhung nuốt trùng thần hồn. Ám ảnh ma là đơn vị cận chiến trên mặt đất, không có cách gì chi viện hiệu quả cho nguy cơ đang xảy ra trên không trung, chỉ có 10 chiến tướng bậc cao gấp rút bay lên trên không, tham gia vây giết Liễu Chi Nhung. Lúc này, Nguyên Phượng Tổ Sư hy hòa trời lên từ dưới đất, hóa thân thành phượng hoàng lửa, giải ra biển lửa vào đại quân ám ảnh ma. Ánh lửa lan tỏa, cháy ngập trời, ánh sáng gây ra ảnh hưởng rất xấu cho quân đoàn ám ảnh thâm nguyên, làm nhức mắt ám ảnh ma, đồng thời làm tổn thương thần hồn của dạ chi tử. Chương 986, mối nguy lớn nhất hai hàng trăm ngàn ám ảnh ma bỏ mạng trong biển lửa của nguyên phượng tổ sư hy hòa tạo ra đồng thời trên không còn có liễu chi nhung đang hoành hành trong đội quân giả dạ chi tử không kiêng nề gì hút đi sức mạnh thần hồn xảy ra thương vong cực kỳ nghiêm trọng hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma trên không trung vừa kinh hãi vừa tức giận liền bắt đầu khóa chặt vào sinh cơ thần niệm của liễu chi nhung nhưng liễu chi nhung đã rút lui sau khi giết gần một phần ba quân đoàn dạ chi tử ám ảnh dạ ma lập tức chuyển hướng khóa vào sinh cơ của hy hòa nhưng Hy Hòa đã nhanh chóng lùi lại, hóa thành quả trứng nguyên phượng với hình dạng nhập niết bàn. Lần này Hy Hòa nhập niết bàn không phải vì nâng cao tu vi mà chỉ là một loại hình thái giả chết. Trứng nguyên phượng có thể ngăn được các đòn công kích bằng thần niệm, đồng thời cũng không thể bị khóa lại, nhưng sẽ bị thương tổn khi cận chiến, một khi bị phá vỡ, nguyên phượng tổ sư Hy Hòa sẽ bị giết. Bởi vì loại hình dạng này của Hy Hòa căn bản không có sức phản kháng. Tuy nhiên, trứng nguyên phượng nóng rực như lửa, nóng đến cháy mắt, Ám ảnh ma bình thường không dám đến gần trong phạm vi 10 trượng xung quanh, chỉ có chiến tướng bậc cao mới dám dùng cách tấn công từ xa để tiêu diệt. Hư Không lãnh chủ ra tay hai lần, cả hai lần đều sử dụng sai cách, dùng tốc độ cực nhanh từ trên trời giáng xuống. Trước khi Hư Không lãnh chủ đích thân ra chiến trường, Khương Tuyết Dương đã hạ lệnh ma đạo phát động tổng tấn công. Ma đạo đệ tử, Vạn Thế Thiên Hồng, thừa dịp sự hỗn loạn do Liếu Chi Nhung và Hi Hòa gây ra vẫn chưa ngừng lại, thuần quân lần này đem ba thanh kiếm hải tiêu diệt quân đoàn ám ảnh ma. Khương Tuyết Dương theo sát phía sau, dẫn dắt đệ tử nhân tộc tiêu diệt ám ảnh ma. Hai sát thần mang dũng sĩ quy khư từ thuở sơ khai theo bên phải kiếm hải thuần quân hướng đến quân đoàn ám ảnh ma, Lưu Phong Sương mang theo đại quân yêu tộc theo bên trái kiếm hải thuần quân tấn công đại quân ám ảnh ma. Cùng lúc đó, quân đoàn Nguyệt Thần chi tiến của A Lê bắn tên vào quân đoàn dạ chi tử trên không. Nhưng lúc này hơi thở thân rồng đen khổng lồ liễu chi nhung theo sát kiếm linh thuần quân nhằm giết quân đoàn ám ảnh ma. Lúc này biển lửa vẫn chưa dập tắt hoàn toàn, ám ảnh ma bị lửa thiêu bị thương vẫn phải nghinh chiến ba mũi tấn công từ đệ tử ma đạo, từ lúc bắt đầu đã bị rơi vào thế bị động. Sau khi hy hòa hóa thành chứng nguyên phượng dù không cách nào chủ động tấn công, nhưng bản thân chứng nguyên phượng có thể khúc xả ánh sáng ngọn lửa thuần khiết, giống như một mặt trời thu nhỏ đứng giữa khu vực đại quân ám ảnh ma, tinh thần chiến đấu của quân đoàn ám ảnh ma suy giảm nghiêm trọng, đồng thời cũng rối loạn đội hình quân binh đã được sắp xếp. Chỉ huy ám ảnh ma và chỉ huy giả dạ chi tử đều có lực chiến cấp đạo tổ, người trước bị cử thiên phong chủ dùng trận pháp bạo phong lãnh vực bao vây, người sau bị thái cổ nguyệt thần A Lê dồn dập bắn ra hắc ám thủy chiều khóa chặt sinh cơ. Ngoài ra, hàng trăm chiến tướng thiên tôn trong quân đoàn ám ảnh thâm huyên trực tiếp rơi vào ba mũi công kích với sát khí mạnh mẽ của ma đạo. Ma đạo liên tục giành được kết quả thắng lợi, ngay lúc chiến tích giết chóc được lập ra, hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma chính thức xuất hiện, áp lực thần niệm vô cùng mạnh mẽ bao trùm lên đỉnh núi bất chu. Nhận thấy áp lực thần niệm đáng sợ, tinh thần chiến đấu của đệ tử ma đạo giảm xuống đến mức thấp nhất, cũng đồng thời ám ảnh ma và dạ chi tử từ, từ trong thất bại nặng nề chỉnh đốn lại, bắt đầu bùng lên tinh thần chiến đấu. được bên này mất bên kia, ma đạo bắt đầu phải chịu thương tổn nặng nề, đặc biệt là các chiến tướng thiên tôn bậc cao của quân đoàn ám ảnh thâm nguyên, sức mạnh hủy diệt cấp thiên tôn gây thương tổn vào đệ tử ma đạo. để đối phó với áp lực thần niệm ám ảnh giả ma, tạ lan ở giữa đại quân ma đạo tế gia cửu lê kỳ. tuy nhiên Do khí của nhân tộc trong cửu Lê Kỳ đã biến mất, nên đệ tử ma đạo vẫn không thoát khỏi áp lực thần niệm của hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma. Cửu thiên phong chủ là người đầu tiên bị đánh bại, bị chỉ huy ám ảnh ma đánh từ trên không rơi xuống. Sau đó là A Lê cũng bị chỉ huy giả dạ chi tử hút đi một lượng lớn thần hồn, thân thể không còn ổn định nữa, được hai dòng gió của Khương Tuyết Dương yểm trợ để rút lui hoàn toàn. Sự tồn tại vượt qua cả đạo tổ mạnh nhất, một khi phát ra uy lực, lập tức xoay chuyển toàn bộ cục diện cuộc chiến trên đỉnh núi Bất Chu chương 987, khoảnh khắc sinh tử một Trận chiến kéo dài tới lúc này, ám ảnh ma chỉ còn một triệu tàn quân, mà dạ chi tử cũng chỉ sót lại chưa tới 30 vạn binh. Thế nhưng, cho dù quân lực của chúng đã giảm hơn một nửa, nếu như không có người nào trấn áp được hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma, kẻ chiến bại vẫn là ma đạo bọn tôi. Lúc này, suy nghĩ đầu tiên trong lòng Khương Tuyết Dương là sử dụng vạn tiên trận, thế nhưng vạn tiên trận dù cho sát tính ngút trời cũng chỉ có thể gây ảnh hưởng tới những người có cảnh giới dưới bậc đạo tổ, chẳng thể đối phó nổi với hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma vốn có cảnh giới đã vượt qua cả trí cường đạo tổ. thấy vậy, thuần quân thân hóa cự kiếm, phá không bay lên, chém về phía ám ảnh dạ ma. Cùng lúc ấy, tạo ẩn điên cuồng thi triển thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao, sử dụng chiêu thức quy nguyên tịch tà mang theo sức mạnh hủy diệt của bậc trí cường đạo tổ, phóng về phía ám ảnh dạ ma. Liễu Chi Nhung lúc này dưới dạng cự long to lớn, toàn thân đen tuyền, mang theo quyết tâm thẳng tiến không lùi, lao về phía bản thể của ám ảnh dạ ma. Chứng Nguyên Phượng của Nguyên Phượng Tổ Sư Hi Hòa cũng phát ra một đạo thuần quang khóa chặt lấy bản thể của Ám Ảnh Dạ Ma. Đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ từ bốn phía của Ma Đạo, Ám Ảnh Dạ Ma dù vốn tự cho mình là bản lĩnh ngập trời cũng không dám bất cẩn, liền hóa thành một hố đen, nuốt sạch tất cả sát khí và sức mạnh hủy diệt. Một chiêu này được tính toán cực kỳ chính xác, thuần quân trong hình dạng cửa kiếm cũng không dám xuyên thẳng hố đen này, thân rồng của Liễu Chi Nhung cũng e ngại mà không thể tiếp tục tiến sâu hơn, thuần quang của Hi Hòa cũng cứ thế bị nó nuốt chừng đến một tia sáng cũng không lọt ra. Sức mạnh hủy diệt của quy nguyên tịch tà do tà ẩn phát ra cũng bị hố đen nuốt sạch sẽ, một chút động tính cũng không có. Hố đen là phương thức phòng ngự mạnh nhất của hư không lãnh chủ ám ảnh dã ma, chỉ cần năng lượng hủy diệt chưa đạt tới điểm giới hạn khiến nó sụp đổ, ám ảnh dã ma tuyệt đối sẽ không chịu chút tổn hại nào. Một khi tất cả các đòn công kích bị suy yếu, ám ảnh dã ma sẽ ngay lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, tiếp tục mang tới sức mạnh hủy diệt vô song cho ma đạo. Mặc dù ám ảnh dạ ma đã hóa thành hố đen, uy áp thần niệm của hắn tựa hồ không chút suy yếu, sau khi Khương Tuyết Dương kích hoạt Vạn Tiên Trận mới miễn cưỡng xoay chuyển tình thế nguy ngập của Ma đạo, đưa trận chiến về trạng thái giao tranh đẫm máu. Ma đạo đệ tử phải gánh chịu áp lực nặng nề từ phía ám ảnh dạ ma, trong khi đội quân Thâm nguyên đang bị năng lượng sát phạt vô song của Vạn Tiên Trận gột rửa. Tuy nhiên, vì trước đó Ma đạo đã chiếm được ưu thế rất lớn, tiêu diệt hơn một nửa cường địch, vì vậy, chỉ cần chiến cục tiếp tục diễn ra như thế này, trong cuộc quyết chiến giữa hai quân, mà đạo cuối cùng nhất định sẽ giành thắng lợi, chỉ là cái giá phải trả sẽ vô cùng nặng nề. Điều này không có nghĩa uy lực của vạn tiên trận là không đủ, chủ yếu là do hố đen trên không do hư không lãnh chủ quân hóa thành không chỉ có thể chịu được sự phong tỏa của bốn loại sát khí, đồng thời còn có thể mạnh mẽ nuốt chừng hầu hết năng lượng sát phạt của vạn tiên trận. Hố đen âm u, nuốt sạch tất cả sức mạnh, ngay cả thuần quang của hy hòa cũng không thể thoát. Đạo thuần quang này không ngừng tiêu hao sức mạnh huyết mạch nguyên phượng của cô, vì vậy nên không duy trì được bao lâu, mà tạo ẩn cũng không thể liên tục sử dụng quy nguyên tịch tà, uy lực hủy diệt của đao thức cuối cùng này quá mạnh mẽ, uy lực thần niệm cũng vì thế mà tiêu hao bội phần. Cơ thể ám hắc cự long của Liễu Chi Nhung bởi vì không thể tiếp xúc với hố đen, chỉ có thể không ngừng phun ra ngọn lửa ám hắc liệt viêm nhằm áp chế hố đen bạo phát. Mà thân thể cự kiếm của thuần quân cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh kiếm khí để đe dọa ám ảnh dã ma, ngăn cản hắn một lần nữa hóa thành hình người. Trong trận chiến dưới mặt đất, mà đạo chiếm ưu thế về thời gian. Mà trên cao kia, ưu thế lại nằm trong tay ám ảnh dạ ma. Khi đạo thuần quang của Hy Hòa trở nên suy yếu, tạo ẩn dù liều mạng thi triển thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đạo cũng không thể tiếp tục xuất ra quy nguyên tịch tà vốn có thể gây uy hiếp cho bản thể của ám ảnh dạ ma. Ám hắc liệt viêm của Liễu Chi Nhung cũng bắt đầu suy yếu vô cùng, nếu cứ tiếp tục phóng ra như thế, thứ tiêu hao không chỉ là ám hắc long nguyên mà còn có long hồn bản mệnh của cô. Có thể tưởng tượng được, lúc này đây viên long châu trong cơ thể cô ấy đã bắt đầu thu nhỏ lại ánh sáng càng ngày càng ảm đạm phong mang cửa kiếm của thuần quân cũng như thế uy áp kiếm khí càng ngày càng nhỏ ma đạo sở hữu bốn loại sát khí cũng đồng thời rơi vào trạng thái suy kiệt sâu trong hố đen uy lực thần niệm của ám ảnh dạ ma càng lúc càng mạnh mẽ trong lòng bốn người là một mảnh thê lương trong khi ma đạo đệ tử bên dưới kia vẫn chưa cảm nhận được viễn cảnh tai họa ngập đầu sắp đến vẫn đang huyết chiến hăng hái Khương Tuyết Dương ngẩng đầu nhìn trời, cùng với phong chủ gia nhập đội ngũ chân áp hố đen. Chương 988, khoảnh khắc sinh tử 2. Tuy nhiên, đối với hai bậc cao thủ chấp trưởng năng lượng hệ gió thần kỳ này mà nói, toàn bộ sức mạnh mà họ bỏ ra cũng chẳng khác nào như muối bỏ biển. Nếu như có đạo tổ ở đây ngưng tụ ba mảnh kiếm hải thành kiếm hải cự long, cho dù không thể phá hủy hố đen thì cũng đủ để khiến thần hồn của ám ảnh dạ ma bị tổn thương nghiêm trọng. Hoặc nếu như Thùy Hòa ở đây, với thân thể tử thần của mình, cô ấy nhất định có thể dây dưa không ngừng với ám ảnh dã ma, đợi sau khi đệ tử ma đạo giết sạch đại quân ám ảnh thâm uyên liền có thể tập trung sức mạnh tập thể, tiêu diệt vị hư không lãnh chủ vì thiên đạo mà tiên phong suốt trận này. Đáng tiếc, đạo tổ đã tới côn lôn, tử thần đã quay về minh giới. Phong chủ, đạo tổ liệu có kịp thời quay lại hay không? Khương Tuyết Dương hỏi, nhìn dặm quanh đây không có hơi thở, khí tức của đạo tổ. Phong thập bát nói, cửu thiên phong chủ có thể khuấy đục sức mạnh của gió trong vòng nhìn dặm quanh đây, nếu như tôi ngự kiếm tới quy khư, phong chủ sẽ là người đầu tiên cảm nhận được. Tốc độ ngự kiếm phi không mặc dù vô cùng nhanh, dù gì cũng cần một khoảng thời gian, ngàn dặm là giới hạn cuối cùng mà ma đạo hiện giờ có thể chịu được. Nếu trong vòng ngàn dặm không có khí thức của tôi, vậy thì tới khi tôi quay lại, trận chiến trên đỉnh núi Bất Châu có lẽ đã kết thúc rồi. Mặc dù đại quân ma đạo hãy còn vô số, lại thêm một tòa vạn tiên trận, thế nhưng, chỉ cần các vị chiến tướng cấp cao đang tham chiến trên đỉnh núi bị ám ảnh dạ ma tiêu diệt, ma đạo sẽ không còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Bởi vì, cho dù cuối cùng ma đạo có thể tập hợp toàn bộ quân lực đánh lùi ám ảnh dạ ma thì phía sau hãy còn có vô số tà ác thâm huyên đang đợi xâm lược quy khư. Huống hồ, một khi tin tức về trận chiến trên đỉnh Bất Châu truyền ra ngoài, Châu Khất sẽ ngay lập tức động thủ với đỉnh viện Bắc đầu quần tinh. Với binh lực trong tay Bắc Minh Tú hiện giờ, tuyệt đối không thể ngăn nổi đại quân âm ti. Nghe phong chủ nói trong vòng nhìn dặm không có khí thức của tôi, trên mặt Khương Tuyết Dương liền bộc lộ vẻ quyết tâm cô nói với tạ uẩn tạ uẩn cô ngay lập tức tiến về đình viện bắt đầu quần tinh hỗ trợ bắc minh tướng quân phòng thủ nếu như đại quân âm ti tới tấn công tôi cần cô dùng quy nguyên tịch tà nổ tung trận pháp âm cực sinh sát hủy diệt âm hồn tại nơi này tuyết dương nếu bây giờ tôi rời đi làm thế nào đối phó với ám ảnh dạ ma đây tạ uẩn nói mọi sự đã có tôi tuân mệnh thần hồn của tạ uẩn kỳ thực đã suy yếu vô cùng uy lực của quy nguyên tịch tà kém đi rất nhiều rất nhanh sẽ không thể nào xuất đao nữa khương tuyết dương bởi vì nhìn ra điểm này mới sai cô ấy ngay lập tức quay lại đình viện bắt đầu tinh quân bởi vì trận pháp mai phục âm cực sinh sát hủy diệt âm hồn đó chỉ có thể dùng đao thức cuối cùng quy nguyên tịch tà mới có thể phá hủy tạo ẩn vừa đi áp lực dồn lên những người khác liền tăng lên gấp bội mắt thấy không còn cách nào ngăn cản hố đen hóa thành bản thể ám ảnh dạ ma khương tuyết dương đột nhiên thu hồi chiêu thức vẻ mặt vô cùng nghiêm túc tuyết dương cô muốn làm gì phong chủ phát hiện hành động bất thường của khương tuyết dương lập tức hỏi Tôi là người nắm giữ trận hồn của vạn tiên trận, nếu như dấn thân vào trong hố đen liền có thể tập trung toàn bộ sức mạnh của vạn tiên trận trên người, năng lượng hủy diệt được sinh ra chắc chắn sẽ có thể hủy diệt ám ảnh dạ ma, khi ấy, nguy cơ của quy khư sẽ ngay lập tức được giải quyết. Khương Tuyết Dương nói, vạn tiên trận trên kim ngao đảo năm xưa, kẻ nắm giữ trận hồn chính là tham lang hộ pháp thiên tôn, vì vậy, khi vạn tiên trận sắp bị phá vỡ, tham lang hộ pháp thiên tôn đã cho nổ tung trận pháp, nhấn chìm đảo kim ngao trong cơn giận dữ. Giờ đây, quy khư nguy cơ khó giải, Khương Tuyết Dương không thể để toàn bộ chiến tướng ma đạo hy sinh, lòng mang ý chí quyết tử, muốn dùng cái chết của mình để cứu vãn thế cục này. Không, ta không đồng ý để cô làm vậy, nếu cô hy sinh, ta biết giải thích với đạo tổ thế nào đây? Phong chủ lớn tiếng nói, nếu quy khư bị hủy, tôi còn mặt mũi nào gặp tạ lan? Thời gian không còn nhiều nữa, đây là lựa chọn của tôi, ai cũng không thể thay đổi. Dứt lời, Khương Tuyết Dương liền chỉnh lại y quan, liễu chi nhung nước mắt tuôn rơi, khuôn mặt phong chủ ngập tràn bi thương. Thuần quân kiếm tấu lên một khúc ca bi tráng, quả trứng nguyên phượng của hy hòa bỗng bùng nổ, thắp lên ngọn lửa liệt viêm mạnh mẽ vô tận, gây tổn thương nghiêm trọng cho đại quân ám ảnh dạ ma. A Lê vốn đã sức cùng lực kiệt, vội vã ngưng tụ thần niệm còn sót lại nhanh chóng bay về phía Tuyết Dương, cô không thể nào chấp nhận cái chết của cô ấy. Hai vị sát thần đôi mắt trợn trừng, bùng phát sát khí kinh hoàng. Lưu Phong Sương bạo phát, các đệ tử ma đạo ở bên dưới tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, Thế nhưng, mắt thấy các vị tướng quân ma đạo điên cuồng chém giết, ý chí chiến đấu bị kìm nén bấy lâu trong lòng họ như bão lũ tràn ra, xé toạc gông cùng xiềng xích từ uy áp thần niệm của ám ảnh dạ ma. Tuyết Dương sắp sửa hy sinh, ma đạo đêm nay một màu tăng thương. Trong hố đen, linh hồn của ám ảnh dạ ma dường như nhận ra điều gì đó, trong lòng nổi lên nỗi bất an, muốn mạo hiểm trở lại hình dáng con người để chạy trốn, bất chấp bản thân phải chịu tổn thương. Thế nhưng Khương Tuyết Dương liều chết tiến lên nhất quyết không để ông ta có cơ hội này, thân pháp nhanh như chớp lao thẳng vào giữa hố đen. Thời khắc này, tất cả chiến tướng ma đạo cảm nhận được hành động của Khương Tuyết Dương đều bi thương nhắm mắt. Khương Tuyết Dương quyết lòng hy sinh, thân pháp thẳng tiến không lùi. Thế nhưng, cô không bay vào hố đen như mong muốn mà bị một đạo kiếm khí phá không xông tới khiến cho hướng đi bị thay đổi, sượt qua rìa của hố đen. Tuyết Dương, tôi không cho cô làm như vậy, hôm nay không được, sau này cũng không được. Chương 989, Châu Khất Phi Kiếm Mà Kinh một. Sau khi dùng một đạo kiếm làm thay đổi hướng đi của Tuyết Dương, tôi dùng thần niệm truyền âm, lớn giọng mà niệm: "Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng." Tám chữ này khiến cho đệ tử ma đạo đang huyết chiến phân tranh liền biết được đạo tổ của bọn họ đã quay lại rồi. Vốn dĩ sức mạnh thần niệm của ám ảnh giả ma vẫn luôn khóa chặt lấy tâm trí của đệ tử ma đạo, cho dù sát ý của bọn họ có bộc phát, sức mạnh chiến đấu vẫn bị tổn hao một phần, thế nhưng, sau khi tôi xuất hiện, uy áp thần niệm của ám ảnh giả ma phút chốc liền tan biến không còn một mảnh. Giờ đây tôi đã thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn, trình độ kiếm đạo có thể nói là xưa nay hiếm, chỉ xếp sau một người là Thiên Đạo. Lữ Thuần Dương chỉ dựa vào thần kiếm chi đạo liền chiếm được thần cách Thái Cổ kiếm thần, mà trình độ kiếm đạo của tôi hiện giờ còn vượt qua cả hắn. Có tôi ở đây, cái danh kiếm thần của ông ta liền biến thành đồ giả. Thái Cổ Tam kiếm dung hợp làm một không chỉ tặng cho tôi một thanh Côn Lôn Tuyết, còn trao cho tôi sức mạnh kiếm khí vô cùng cường đại khi tôi phóng thích huy áp thần niệm của mình trên núi Bất Châu, thần niệm của ám ảnh dạ ma lập tức liền như gió cuốn mây tan, bị quét bay sạch sẽ. Ý chí chiến đấu của đệ tử ma đạo một lần nữa lại dâng cao, ngay cả A Lê Vốn đã sức cùng lực kiệt cũng phấn chấn tinh thần. Trong hố đen, thần hồn của ám ảnh dạ ma đã phát giác nguy cơ sinh tử cận kề, mong muốn hóa thành hình người chạy trốn khỏi đây trước khi tôi kịp ra tay. Lúc này trong lòng hắn ta hối hận vô cùng, cũng chẳng thèm quan tâm tới đại quân ám ảnh thâm nguyên bên dưới, một lòng chỉ muốn trốn về thâm uyên vương quốc của mình cảm nhận được sự bất thường của hố đen phong chủ a lê liễu chi nhung thuần quân điên cuồng thiêu đốt thần hồn bộc phát năng lượng hủy diệt vô tận trấn áp nó không để hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma có cơ hội hóa hình mà tôi trong lúc bọn họ liều mình áp chế hố đen liền sai côn lôn tuyết toàn lực tấn công kích phát ba chủng sát khí kiếm khí lưu hình có sức mạnh vô cùng uy mãnh thần kiếm mù mịt quỷ kiếm âm u ma kiếm cuồn cuộn ba chủng sát khí lưu hình mạnh mẽ vô song vừa hiện ra nơi đầu mũi kiếm liền bắt đầu dung hợp, tạo thành năng lượng tấn công mạnh mẽ mà tôi lĩnh ngộ được trong vực sâu vũ trụ hư không, tên gọi hỗn độn bản nguyên kiếm khí hồng lưu. Trước đây, kiếm khí của tôi hữu hình mà vô thực, hiện giờ nó được kiểm soát và củng cố bởi thần niệm của tôi, hóa thành thực thể, mắt thường có thể thấy. Hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma điên cuồng xoay chuyển hố đen, thế nhưng chính trong thời khắc cuối cùng hắn ta muốn hóa thành bản thể liền bị hỗn độn bản nguyên kiếm khí hồng lưu tàn nhẫn chút vào. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, tức là thanh âm cực lớn thì nghe không thấy, hình tượng cực lớn thì trông không thấy. Sau khi hố đen do ám ảnh dạ ma hóa thành nuốt lấy hỗn độn bản nguyên kiếm khí hồng lưu của tôi liền lập tức ngừng lại, thời gian và không gian sau đó liền rơi vào trạng thái đình trệ. Không phải thời gian thật sự ngừng trôi, mà đó là bóng tối trước buổi bình minh, là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Khoảnh khắc trước khi hai lần năng lượng hủy diệt mạnh mẽ bùng nổ đã ảnh hưởng đến tâm trí của tất cả mọi người. Trong sát na liền trở thành vĩnh cửu, ma đạo, đình viện Bắc đầu quần tinh, Bắc Minh Tú sau lưng thắt cờ tứ diện long hồn, đối đầu với binh lính của châu khất trên biển. Đại quân của âm ti khí thế rào rạt, đen nghìn nghịt như mây trời u ám, dưới sức mạnh cường đại vô song của sát khí quân uy sừng sững như núi, bảy hòn đảo nhỏ hợp thành đình viện Bắc đầu quần tinh chẳng khác nào bảy chiếc lá khô héo đang run rẩy trong cơn gió bão. Ma đạo từ một đội quân vong hồn, trải qua vô số năm phát triển, đặc biệt là sau trận hồng thủy hủy diệt quy khư của thiên đạo, hiện giờ đã lên tới 4 triệu người. Trận hồng thủy kia, cùng với ôn dịch sinh ra sau đó đã khiến nhân số quy khư giảm đi một phần ba, đồng thời cũng sản sinh ra vô số oán hồn. Trong số những oán hồn này có người của nhân tộc, có yêu thú, có danh ma quỷ quái, tất cả cuối cùng đều được hủy họa siêu độ, những oán hồn có sức chiến đấu mạnh mẽ sẵn sàng tham gia ma đạo đã được lựa chọn và bồi dưỡng trở thành những chiến binh vong hồn của ma đạo, đại quân vong hồn của ma đạo cũng từ đây bước vào thời kỳ đỉnh cao. Đối với Châu Khất, đừng nói 4 triệu chiến binh vong hồn, dù có cho thêm 4 triệu đại binh nữa cũng không thể thủ được đình viện bắt đầu quần tinh. Bởi vì lần này âm ti đã phái toàn bộ quân đội tinh nhuệ, âm binh quỷ tướng bình thường cũng lên tới hàng chục triệu, thiên tôn chiến tướng cũng trên một nghìn Thống soái là châu khất, chiến lực đạt tới trí cường đạo tổ, địa tạng vương lần này cũng tới phục thù, người này cũng có chiến lực trí cường đạo tổ. Sau khi thanh kiếm minh ngục cửu phẩm hồng liên của địa tạng vương bị hủy, sức chiến đấu của ông ta bị rớt xuống một bậc, trở về cảnh giới đạo tổ bình thường. Thế nhưng, Địa tạng vương đã trải qua vô số năm ở 18 tầng địa ngục, rất nhanh sau đó liền dựa vào công đức vô lượng để đúc ra một thanh thần binh hoàn toàn mới hồng liên chi nộ. chương 990, Châu Khất vì Kiếm Mà Kinh hai Sau khi trải qua thất bại thảm hại ở núi Xích Cận và nỗi nhục trong trận huyết tẩy quỷ môn quan của thủy Họa, Địa tạng vương thiên tôn hiển nhiên nhận ra rằng sức sát thương của minh ngục cửu phẩm hồng liên còn không đủ, vì vậy ông ta đã hao phí gần một nửa công đức của mình để đổi lấy một thanh hồng liên chi nộ đầy sức sát thương, mỗi một đường kiếm đều mang theo sát ý tịch diệt chúng sinh vô cùng khủng khiếp. Địa tạng vương không tiếc từ bỏ một thân công đức, lúc chiến lực điên cuồng bạo phát có thể vượt qua cả bậc trí cường đạo tổ, đồng thời còn có thể khai mở một địa hạt mới chỉ thuộc riêng về mình là hồng liên chi nộ. Ngoại trừ địa tạng vương đã cải thiện sức mạnh chiến đấu, các vị đỉnh phong thiên tôn của âm ti cũng một lần nữa tấn thăng. Nam phương quỷ đế Đỗ Tử Nhân và Trung ương quỷ đế Kê Khang đều tấn thăng đạo tổ. Như vậy, nếu tính cả đông phương quỷ đế Thái Úc Lũy cùng nhân gian đạo giám sát xử và địa ngục đạo giám sát xử, âm ti đã có tới 5 vị đạo tổ. Tứ đại Minh Vương mặc dù chỉ là đỉnh phong thiên tôn, tuy nhiên nếu bọn họ tổ hợp thành trận cửu U Minh Vương sinh sát đoạt giữ thì chiến lực có thể đạt tới cảnh giới trí cường đạo tổ. Lần này âm ti xuất ra đội quân tinh nhuệ. Nếu như không phải vì xem xét đến việc phân chia lợi ích của âm ty trong cuộc chiến phong thần, Châu Khất tin chắc bản thân tuyệt đối có thể diệt trừ toàn bộ ma đạo. Lúc này ông ta ra lệnh án binh bất động chỉ bởi vì muốn đại quân thâm uyên đánh tiên phong, kiểm tra một chút thực lực của ma đạo. Điều này không có nghĩa là Châu Khất lo lắng ngổn ngang hay do dự thiếu quyết đoán, nguyên nhân chủ yếu bởi vì người của ma đạo toàn là kẻ điên. Để đưa tử thần Niết Bàn chín lần quay về Thái Cổ Minh Giới, một trận tại quỷ môn quan đã khiến âm ti tử thương vô số, tổn hao hai vị đại tướng là ác quỷ đạo giám sát xử và vong xuyên hà thần lại thêm hơn trăm vị thiên tôn, tổng số thương vong đã vượt quá một triệu. Điều này xảy ra bất chấp âm ti đã chuẩn bị từ trước, thậm chí còn phải dùng đến không chỉ một tòa đại hình pháp trận. Từ thần thái cổ minh giới với sự trợ giúp của hồn năng vô tận tại âm ti, một trận quỷ môn quan đó đã phá vỡ trận chiến trong truyền thuyết của vị phá quân hộ pháp thiên tôn nhấc đao xuống âm ti năm xưa. Đáng tiếc, đây là lần cuối cùng tùy hỏa vì ma đạo mà chiến đấu. So với tổn thất mà âm ti phải gánh chịu, ma đạo mới thật là kẻ tổn thất thê thảm nhằm tránh vết xe đổ trong trận chiến với tử thần, lần này âm ti xuất binh vô cùng cẩn trọng. Dù gì thời gian đều nằm trong tay bọn họ, có đại quân thâm nguyên đang tấn công ở đó, châu khất cũng không vội vàng xuất thủ. Vì vậy, mặc dù đại quân âm ti đã tới đỉnh viện bắc đầu quần tinh nhưng vẫn án binh bất động, yên tĩnh chờ đợi kết quả thắng bại trên núi bất châu của hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma. Giữa không chung, Châu Khất và Địa Tạng Vương Thiên Tôn vẫn luôn ẩn ấp trên bầu trời quy khư, im lặng quan sát chiến cục sau khi ám ảnh dạ ma dựa vào màn đêm khóa chặt toàn bộ núi bất châu châu khất vô cùng kỳ vọng vào trận chiến này thế nhưng những gì diễn ra sau đó khiến tâm trạng ông ta vô cùng tăm tối nguyệt thần quỹ đạo của a lê và ba biển kiếm hải của thuần quân khiến cho đại quân ám ảnh thâm uyên thương vong hàng trăm nghìn người trước khi kịp đổ bộ xuống trận địa tiếp theo đó liệt phim tri hải của nguyên phượng tổ sư và ám hắc cự long liễu chi nhung hai vị đại đạo tổ đã phô trương sức mạnh trực tiếp khiến cho đại quân thâm nguyên của ám ảnh dạ ma trong nháy mắt liền tổn thương hơn một nửa. Mà lúc này, vạn tiên trận của ma đạo hãy còn chưa được dùng tới. Chính trong lúc châu khất thất vọng nhất, chẳng còn ôm bất kỳ tia hy vọng nào đối với ám ảnh dã dạ ma, vị hư không lãnh chủ kia cuối cùng cũng ý thức được bản thân đã đánh giá thấp sức mạnh chiến đấu của ma đạo, bèn đích thân tham trận. Uy áp thần niệm của thái cổ thần ma vừa được thả ra liền khiến đại quân ám ảnh thâm nguyên lập tức xoay chuyển tình thế, dựa vào một thân chiến lược của mình thay đổi chiến cục. Tiếp đó, ma đạo đã dốc toàn lực ứng chiến với ám ảnh dạ ma, không màng sinh tử thiêu đốt thần hồn, cứng rắn đánh cho ám ảnh dạ ma phải hóa thành hố đen. Nhưng ai mà ngờ, hố đen do ám ảnh dạ ma hóa thành biến thái vô cùng, cho dù bốn vị chiến tướng chủ lực của ma đạo dốc toàn sức ứng phó cũng không thể gây tổn hại đến một cọng tóc của hắn ta, ngược lại còn bị nuốt chửng sức mạnh, chiến lực ma đạo vì vậy mà tiêu hao rất nhiều. Ma đạo thua rồi, cho dù đệ tử ma đạo có tiêu diệt toàn bộ đại quân thâm uyên, chỉ cần ám ảnh dạ ma quay lại hình dạng con người liền có thể giết sạch chiến tướng cấp cao ngày hôm nay ra trận của ma đạo. Xem ra, việc chúng ta khiến cho Tử Thần quay về Thái Cổ Minh giới quả là sự lựa chọn sáng suốt." Châu khất nói, "Tử Thần không ở đây, mà đạo tổ sư lại đi côn lôn, quy khư không ai có thể chống chọi nổi ám ảnh dạ ma." Địa Tạng Vương Thiên Tôn nói, "Tạ Lan đến giờ vẫn không có bất cứ động tĩnh nào, chắc chắn không thể kịp tham gia trận chiến trên núi Bất Châu." Quả nhân rất tò mò khi hắn ta vội vàng quay lại quy khư, nhìn thấy chiến tướng cấp cao của mình không còn một ai thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Châu khất nở một nụ cười âm hiểm, nói, bệ hạ, khương tuyết dương của ma đạo chuẩn bị xả thân lao vào hố đen nhằm kích nổ vạn tiên trận. Địa tôn vương thiên tôn vốn đang chăm chú quan sát trận chiến bên dưới đột nhiên nói. Nghe địa tạng vương nói vậy, châu khất vội vàng ngưng thần cảm nhận. Là một thần minh âm ti đã từng kinh qua trận chiến phong thần trước đó, châu khất đương nhiên biết những lời này của địa tạng vương thiên tôn có ý gì. Hừ, người của ma đạo toàn là kẻ điên, chỉ có điều một khi Khương Tuyết Sương hy sinh, vạn tiên trận sẽ dừng hoạt động. Cho dù ma đạo có tiêu diệt ám ảnh dã ma, trận chiến này bọn họ cầm chắc thua rồi. Trước đây quả nhân còn lo rằng ma đạo hãy còn con át chủ bài vẫn chưa đánh ra, hôm nay xem chừng ma đạo đã sức cùng lực kiệt. Quả nhân tại đây liền lệnh cho Tổng binh phủ Hoàng Tuyền lập tức tấn công đình viện bắt đầu quần tinh. Chính trong lúc Châu Khất đang chuẩn bị dùng hổ phù Hoàng Tuyền nhìn dặm truyền âm, thông báo cho tổng binh phủ hoàng tuyền tấn công đình viện bắt đầu quần tinh bên dưới bỗng nhiên bạo phát một luồng kiếm khí thần niệm khí thế giạt rào cường thế vô song xông thẳng lên tới cửu tiêu là kẻ nào tới giúp ma đạo chiến đấu châu khất kinh ngạc hỏi không phải người ngoài là ma đạo tổ sư tạ lan đã quay lại rồi lời này của địa tạng vương thiên tôn vừa dứt bên dưới liền có một đạo thần niệm truyền âm vọng vang khắp nơi quỷ thần minh minh tự tư tự lượng chương 991, một trận quét sạch một lúc này trong lòng châu khất ngoại trừ chấn kinh còn có cảm giác cực kỳ bối rối, bởi vì âm ti không ngừng xếp đặt tai mắt ở khắp mọi nơi để nắm bắt hành tung của tôi, sát sao nhìn chằm chằm tôi trong suốt quá trình hành tẩu. Coi như tôi có thể che giấu hành tung của mình tại nhân gian thì cũng không thể thoát khỏi tai mắt của âm ti nơi đông hải rộng lớn vô tận này. Thần niệm của thiên đạo có thể thông khắp bốn phương, nhìn thấu mọi sự, huống hồ còn có năm vị đạo tổ cùng hai vị trí cường đạo tổ do âm ti phái tới, nếu như tôi từ trên biển quay lại, chắc chắn không thể giấu được của bọn họ. Địa tạng vương thiên tôn, mà đạo tổ sư vì cứ gì lại thình lình xuất hiện như vậy, lẽ nào hắn đã sớm lén lút trở lại quy khư, vẫn luôn âm thầm ẩn mình trong tối. Châu Khất vừa kinh ngạc vừa tức giận hỏi, tạ lan có lẽ chỉ vừa mời quay lại, nếu không, với tính tình của hắn ta, khẳng định sẽ là người đầu tiên xuất trận. Địa tạng vương thiên tôn đáp, từ côn lôn tới quy khư ước chừng hơn vạn dặm, hắn làm sao làm được. Ta cũng không nghĩ ra, trong lúc hai người một hỏi một đáp, hỗn độn bản nguyên kiếm khí hồng lưu của tôi toàn bộ đã chút vào trong hố đen do hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma sở hóa thành. Cảm giác được năng lượng hừng hực và sát ý hủy diệt vô tận ẩn chứa trong đó đang điên cuồng dao động, châu khất và địa tạng vương thiên tôn bốn mắt nhìn nhau, trong đầu đều có chút phỏng đoán, nhưng lại không dám tin tưởng. Đây là kiếm khí côn lôn, châu khất hỏi, ngoại trừ kiếm khí côn lôn, ta không thể nghĩ ra còn loại kiếm khí nào có sức mạnh dường này, ngay cả kiếm tiên lữ thuần dương cũng không làm được mà kiếm của ta cũng vậy đều không làm được địa tạng vương thiên tôn vẻ mặt nghiêm trọng đáp truyền thuyết nói sau khi thái cổ tam kiếm dung hợp làm một thứ chém ra chính là sức mạnh gốc rễ của hỗn độn ma đạo tổ sư năm xưa cũng không thể hợp nhất tam kiếm tạ lan hắn sao lại có thể làm được chuyện này tuyệt đối không có khả năng bệ hạ chớ quên tạ lan bây giờ chính là ma đạo tổ sư của năm đó hai người đồng mệnh tương liên châu khất nghe xong liền trầm mặc nhớ lại trận chiến tại hoàn hồn nhai năm xưa nhớ lại thân ảnh hùng vĩ dọc ngang khắp tam giới ba nghìn năm trước. Tên của người, bóng của cây, vốn tưởng rằng, sau khi ma đạo tổ sư thân hóa hy di quay về cùng trời đất, trên đời này sẽ không bao giờ còn có một ma đạo tổ sư thứ hai. Ai có thể nghĩ tới, đạo tổ hôm nay lại chính là ma đạo tổ sư năm xưa niết bàn chuyển sinh. Hơn nữa còn có thể làm được chuyện mà ma đạo tổ sư năm xưa không cách nào làm được, đem thái cổ tam kiếm dung hợp thành một sau khi năng lượng hỗn độn bản nguyên kiếm khí hồng lưu chút vào hố đen mang theo sát ý hủy diệt vô tận trong giây phút thời gian và không gian dừng lại dưới ánh nhìn của tất cả mọi người hố đen ầm ầm nổ tung đất sung núi chuyển long trời lở đất hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma còn chưa kịp kêu thảm một tiếng thân hồn liền bị hủy diệt hắn từ trong hư không chứng đạo cuối cùng lại chân chính trở thành hư không đây là lần đầu tiên tôi xuất kiếm tiêu diệt một vị hư không lãnh chủ là thái cổ thần ma nhìn thì có vẻ dễ dàng kỳ thực là vì hố đen do ám ảnh dạ ma hóa thành này vừa hay bị hỗn độn bản nguyên kiếm khí hồng lưu của tôi khắc chế. Sau khi hóa thành hố đen, ám ảnh dạ ma không còn sức đánh trả, mà hố đen của hắn lại không thể nuốt được sát ý hủy diệt ẩn giấu trong chiêu thức của tôi. Nếu tôi trực tiếp chiến đấu với bản thể của hắn, chắc chắn không thể nào nhẹ nhàng như vậy, không những thế còn dễ dàng để hắn ta trốn thoát. Cái gọi là xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương chính là vậy, nếu như để hư không lãnh chủ thoát thân, thành tích của ma đạo trong lần ra quân đầu tiên này liền giảm di rất nhiều, sẽ không có tác dụng răn đe. Giải thích câu xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương nghĩa là muốn bắn người thì trước tiên phải bắn ngựa của người đó, muốn giết địch thì trước hết phải hạ được kẻ cầm đầu. Hết giải thích, ám ảnh dạ ma vừa chết, đại quân ám ảnh thâm vực trên đỉnh núi Bất Châu liền rơi vào cảnh hỗn loạn. Sau khi tôi liên tiếp xuất kiếm hạ gục hai kẻ chỉ huy ám ảnh ma và dạ chi tử có chiến lược đạo tổ, đại quân ám ảnh thâm uyên trong phút chốc liền sụp đổ tan tành dưới sát ý chọc trời của đệ tử ma đạo đang điên cuồng giết chóc, ám ảnh ma và giả dạ chi tử vì không còn ý chí chiến đấu nên chẳng có sức chống trả, bị đệ tử ma đạo đổ sát sạch sẽ. Sau khi giả dạ chi tử cuối cùng bị bắn chết bởi một xạ thủ của bộ tộc Đông Di bằng mũi tên Nguyệt Thần, sức mạnh bóng đêm của ám ảnh dạ ma cuối cùng cũng tiêu tán, trên bầu trời đêm của núi Bất Châu, ánh sao vô tân đang rơi xuống, một vầng trăng sáng đang chậm rãi nhô lên. Bệ hạ, rút quân thôi, địa tạng vương thiên tôn cảm khái vô cùng, nói chiến lực của tạ lan hiện giờ đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Châu Khất không cam tâm, hỏi, đã vượt qua ma đạo tổ sư xư năm xưa rồi, có thể chém ra hỗn độn bản nguyên kiếm khí, lẽ nào như vậy còn chưa đủ hay sao? Địa tạng vương thiên tôn nói, căn cứ theo cảnh giới của ma đạo tổ sư xư năm xưa mà nói, khi ấy ông ta cũng chưa vượt qua cảnh giới trí cường đạo tổ, cứ coi như tạ lan mạnh hơn, lẽ nào chỉ dựa vào một mình hắn liền có thể cứu cả ma đạo. Tam giới hôm nay tuyệt đối không phải là tam giới năm xưa nữa. Châu Khất nói, chương 992, một trận quét sạch hai. Tam giới hôm nay quả thực không phải là tam giới năm xưa nữa, khi ấy những bậc cao thủ đạt tới cảnh giới đạo tổ có thể đếm trên đầu ngón tay, sự tồn tại của các vị thiên tôn đều khiến kẻ khác phải kiêng kỵ, những người xếp dưới bọn họ đều bị coi như con sâu cái kiến. Vì thế, mà đạo tổ sư dựa vào chiến lược trí cường đạo tổ của mình mới có thể trở thành đệ nhất tam giới. Nếu đặt vào bây giờ, mà đạo tổ sư chắc chắn không thể vô địch thiên hạ, tạ lan đích thực có thể giết chỉ có điều thần cho rằng âm ty chúng ta không cần thiết phải sống mái với ma đạo vào lúc này việc đó không có lợi cho âm ty thái cổ tam kiếm là cấm kỵ của thiên đạo quả thực chính là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội tiếp theo hãy xem xem ma đạo làm thế nào để đối phó với đại quân thâm uyên dày đặc như kiến này ám ảnh dạ ma và quân đoàn thâm uyên vương quốc của hắn vốn chỉ là viên đá dò đường thất bại của hắn sẽ chỉ mang đến cho ma đạo càng nhiều địch nhân cường đại hơn giải thích câu thất phu vô tội Hoài Bích kỳ tội nghĩa là thất phu hay dân thường vốn không có tội gì, nhưng vì trên người có ngọc quý mà thành tội. Hết giải thích, thế nhưng, nếu cứ như vậy mà lui binh, trong lòng quả nhân thực sự không cam tâm. Bệ hạ, chuyện tả lan hợp nhất tam kiếm rất nhanh sẽ chuyển khắp tam giới, chúng ta có thể tạm thời rời khỏi đình viện bắt đầu quần tinh, đại quân vẫn sẽ chấn thủ phía trên Đông Hải như cũ, lặng yên theo dõi động tính. Nếu như thần đoán không lầm, lần này Hoa Hoàng Bệ Hạ nhất định sẽ ra tay nói không chừng sẽ trực tiếp phái đại quân tới tấn công quy khư địa tạng vương thiên tôn nói trước đó mộ dung nguyên duệ đã phân tích nữ oa trí tại nhân gian phán định này được đưa ra trước khi tôi hợp nhất tam kiếm hiện giờ tôi đã trở thành biến số lớn nhất trong trận chiến phong thần của thiên đạo đại kiếp của thái cổ thần ma sắp tới gần thiên đạo đang gấp rút thoát khỏi nhân quả trong trận chiến phong thần nữ oa chắc chắn sẽ tiến hành điều chỉnh chiến lược sau khi châu khất và địa tạng vương thiên tôn rời đi đại quân âm ti đã rút khỏi khỏi đình viện bắt đầu quần tinh. Trận chiến trên núi Bất Châu, ma đạo thắng lợi rực rỡ. Hơn 30 vạn đệ tử ma đạo đã hy sinh, thương vong mặc dù nặng nề, thế nhưng điều này là do không ai có đủ khả năng chống chọi với ám ảnh dạ ma. Nếu như tôi sớm quay lại, hầu hết bọn họ sẽ không chiến tử. Trên thực tế, nếu như không bị ảnh hưởng bởi vị hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma này, ma đạo hoàn toàn có thể đánh một trận quyết tử vô cùng hoàn mỹ, thậm chí có thể giành chiến thắng mà không có thương vong. A à Lê, Thuần Quân, Hy Hòa, Liễu Chi Nhung, chỉ dựa vào bốn vị sát tướng này liền có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân ám ảnh thâm uyên. Sự ra đi của hơn 30 vạn đệ tử ma đạo khiến tôi chìm trong cảnh tự trách sâu sắc. Nhất là nếu tôi đến muộn dù chỉ một giây liền phải đối mặt với lời vĩnh biệt của Khương Tuyết Dương. Thùy Hỏa đã rời đi rồi, nếu như Khương Tuyết Dương lại rời tôi mà đi, ba ngôi sao sát phá lang sẽ chỉ còn lại có một mình tôi. Trong động phủ của Khương Tuyết Dương, mặc cho tôi oán trách cỡ nào, cô ấy cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nhạt không hề đáp trả tôi biết dù cho tôi nói những lời này nếu như còn có lần sau cô ấy sẽ tiếp tục lựa chọn như vậy sau khi trận chiến kết thúc tại thần điện của quy khư tuyết dương đã niệm chú siêu độ cho các anh linh đã hy sinh lại sắp xếp nhân thủ khác tên bọn họ trên bia anh hùng trong thần điện thương vong mặc dù nặng nề thế nhưng trận chiến này ma đạo không phải là không đạt được chút lợi ích nào thành quả lớn nhất đến từ việc a lê tấn thăng nhờ sức mạnh lãnh địa của ám ảnh dạ ma A Lê đã nắm được càng nhiều bí mật liên quan đến ý nghĩa thâm sâu về bóng tối của mặt trăng. A Lê sinh ra tại bộ tộc Đông Di, tộc Đông Di tin thờ Nguyệt Thần là vị thần đại diện cho ánh sáng của mặt trăng, vì vậy đối với Nguyệt Ma chi lực vốn đại diện cho bóng tối của mặt trăng, sự lĩnh ngộ của A Lê còn chưa đủ sâu sắc. Lần này, sức mạnh sát thương hủy diệt của A Lê đã bùng phát trong bóng tối thuần khiết, đánh thức hiểu biết còn giang dở của cô về ý nghĩa thâm sâu của Nguyệt Ma, trực tiếp giúp sức chiến đấu tăng lên tới cảnh giới đạo tổ sau khi âm ti lui binh, bắc minh tú tiếp tục vả chấn đình viện bắt đầu quần tinh tạo ẩn quay lại gặp tôi trong trận chiến trên núi bất câu mặc dù tạo ẩn không giết được nhiều kẻ địch nhưng kỳ thực đã chấn áp được lực lượng chủ lực của ám ảnh dạ ma nếu như không có cô ấy sinh tử chẳng mang liều mình xuất ra quy nguyên tịch tà sau khi ám ảnh dạ ma hóa thành hình người nhất định sẽ khiến cho ma đạo càng thêm thương vong thảm khốc tình hình đại quân âm ti thế nào rồi tôi hỏi rút về nhìn dặm còn đang ở trên đông hải tạo ẩn đáp xem ra châu khất vẫn không cam tâm. Khương Tuyết Dương thở dài một tiếng, Dương của mình, há có thể để kẻ khác ngủ say. Ta đây đi tiến châu khất một chuyến, xuất lời, tôi ngự kiếm phi không đến đỉnh viện bắt đầu quần tinh. Lúc tôi chém vỡ tử tinh trong vũ trụ hư không, khoảng cách bị giới hạn khi ấy là 3.000 dặm, hôm nay tôi xuất kiếm tại quy khư, kiếm khí cũng giới hạn trong phạm vi 3.000 dặm giống như trước. chương 993, 3.000 dặm kiếm một Đình viện quần tinh bắt đầu, vốn ban đầu xây dựng cơ địa quân sự này là vì để kết nối với nhân gian không ngờ sau khi kết thúc thời đại mặt pháp ma đạo vẫn chưa có cơ hội nhập thế thuyết pháp truyền đạo vì vậy đình viện quần tinh bắc đầu chỉ có chức năng như tháp canh chịu trách nhiệm canh giữ quy khư khi ma đạo bị bao vây bởi nguy hiểm như hiện giờ ý nghĩa chiến lược của đình viện quần tinh bắc đầu đã giảm đi rất nhiều bởi vì tam giới đang nhắm vào chính tổ đình quy khư của ma đạo vậy nên tại sao khương tuyết dương lại sẵn sàng từ bỏ đình viện quần tinh bắc đầu dùng oán khí vô tận của biển Bắc Minh để bố trí đại trận âm cực sinh sát tịch diệt âm hồn nhằm đối đầu với đại quân âm ti. Muốn trận pháp này phát huy hết công năng, bên trong đình viện Bắc đầu phải đóng một đội quân ma đạo với quy mô nhất định, nếu không, âm ti rất có thể sẽ tránh khỏi nơi này, trực tiếp công đánh đến bổn tôn quy khư. Bắc Minh Tú và đại quân 400 vạn vong hồn của ông ấy, càng giống như mồi nhử hơn là để bảo vệ đình viện Bắc đầu. 400 vạn vong hồn, âm ti không thể ngó lơ được, một khi chúng tấn công, Bắc Minh Tú chỉ cần thu lại đại quân vong hồn vào lá long hồn hạo kỳ và mang đi, sau đó ông ấy có thể rút lui an toàn, để lại đại trận âm cực sinh sát tịch diệt âm hồn cho âm ti. Trận pháp lớn này khác với trận pháp thông thường, bản thân pháp trận thông thường có sức mạnh, mà bản thân trận pháp lớn này không thể tự vận hành, chức năng lớn nhất của nó là tích trữ âm khí oán giận. Âm khí oán niệm bên trong không chỉ bao gồm biển Bắc Minh, còn bao gồm cả oán hận chết chóc của tất cả chúng sinh bị thiên đạo làm trọng thương ở quy khư. Bản thân quy khư không ở trong tam giới, nên sự oán giận chết chóc không thể siêu độ. Tất cả đều được thủy họa điều động dưới danh nghĩa tử thần, sau đó bị Khương Tuyết Dương trói buộc bởi pháp trận trong khoảnh sân của đình viện bắt đầu. Trận hình này chỉ có thể được kích nổ bằng đao thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn của tạo ẩn, bởi vì bản thân âm khí không có uy lực sát thương, chỉ khi âm cực sinh sát toàn bộ chuyển hóa thành sát khí thì mới có thể bùng nổ thành nguy cơ hủy diệt. Về sức mạnh của trận pháp này, Thùy Hỏa từng nói qua, sức mạnh hủy diệt rất tiệm cận với ngọn lửa linh hồn của khi tử thần niết bàn lần chín tuy nhiên lửa linh hồn của tử thần có thể tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định còn sức mạnh hủy diệt của trận pháp chỉ có thể tồn tại trong chốc lát dù chỉ trong chốc lát cũng có thể mang đến một thảm họa kinh hoàng cho đại quân âm ti với phần nhiều là âm hồn khi tôi tới đỉnh viện bắc đầu bắc minh tú đang đứng cao nhìn về phương xa đại quân 400 vạn vong hồn của ma đạo vẫn đang đứng đợi lệnh cảm nhận được sự xuất hiện của tôi Thất tọa đảo tự đồng thanh nói, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Tôi bày tỏ lời chia buồn với họ trên không, sau đó Bắc Minh Tú bay đến bên cạnh tôi. Đại quân âm ti hiện đang ở vị trí nào? Tôi hỏi, báo cáo đạo tổ, đang ở giữa đảo Phi Linh và hẻm núi San Hô, phía đông bắc, cách đây ngàn dặm. Bắc Minh Tú đáp, địa điểm cụ thể thì sao? Cách đây ngàn dặm, e rằng chỉ có phong chủ mới có thể định vị chính xác. Cha, đây là sơ suất của ta, quên mời phong chủ tới đây rồi vừa nói xong đã nghe thấy giọng nói của phong chủ, đạo tổ, ta đã đến rồi. Quay đầu lại nhìn thì thấy phong chủ, A Lê, Hy Hòa, cả thuần quân cũng đều đã theo tới đây. Phong chủ một thân cung sa xa màu xanh lá cây, trông đặc biệt tao nhã, nhưng bản chất táo bạo và phóng khoáng vẫn không thay đổi, hở nửa phần ngực, càng khiến cô thêm phần quyến rũ và hoang dã. Kể từ khi A Lê thăng cấp lên đạo tổ, cô bé không còn mặc nguyệt bố trường bào chỉ tượng trưng cho thái cổ nguyệt thần nữa, mà thay vào đó cô mặc một bộ áo giáp hắc quang, ngay phần ngực có một viên đá mặt trăng được điêu khắc theo hình trăng tròn. Hi Hòa thì vẫn một bộ tinh hồng nghe thường, cùng mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ, tựa như một quả cầu lửa. Còn Thuần Quân vẫn là bộ dáng lô ly nhưng khí chất của cô ấy không hề kém cạnh so với ba người họ. Phần chán và bên trong đôi mắt in hẳn ký hiệu ba thanh kiếm, càng khiến cô ấy sắc sảo, tinh tế hơn. Vì muốn tích trữ thêm khí canh kim để luyện thể, Thuần Quân còn vác thêm trên lưng một thanh song thủ trọng kiếm cực kỳ không cân xứng với hình dáng cơ thể. Thanh trọng kiếm này được rèn từ sắt trong núi Côn Ngô, nặng một vạn tám ngàn cân, tương đương 9.000 kg. Thuần quân vác trên lưng nhẹ nhàng, như thể không có gì. Trọng kiếm phát ra sắc vàng óng ánh, bên trên có khắc phủ văn mang ý nghĩa thâm sâu của thái cổ tam kiếm. Thanh trọng kiếm này, trận chiến ở núi Bất Chu vẫn chưa được thuần quân luyện thành hình. Sau trận chiến, lúc Khương Tuyết Dương nhận ra rằng khí canh kim của thuần quân không thể đối phó với những kiếm khí bình thường của thái cổ tam kiếm, mới đặc biệt chế tạo cho cô ấy từ đó có thể thấy, Khương Tuyết Dương của ma đạo tôi tuy rằng tài trí mưu lược không bằng mộ dung nguyên duệ và tạ lưu vân, nhưng vẫn có nét độc đáo của riêng mình. chương 994, 3000 giảm kiếm 2 Các tướng sĩ ở đình viện bắt đầu quy khư do đã bế tắc với đại quân âm ti nhiều ngày, tâm trí mãi chưa dám buông lỏng. Lúc này nhìn thấy sự xuất hiện của chúng tôi, sự căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa đôi chút. Nhìn thấy tôi, thuần quân hơi cong môi, bất mãn nói, đạo tổ, người muốn xuất chiêu 3.000 giảm kiếm, sao không dẫn ta đi cùng. Là sơ suất của ta, quên gọi cô theo. Tôi xoa xoa tóc thuần quân đáp. Hừ, khuôn mặt nhỏ của thuần quân lập tức thay đổi sắc mặt. Kiếm đạo của thuần quân là do tôi truyền lại, lần này tôi sử dụng ba ngàn dặm kiếm, cô ấy có thể quan sát rồi tự mình cảm ngộ. Người xưa thường nói, quân tử bất hoạn vô lượng, kiến đại tác lượng đại. Thuần quân tuy rằng không thể hợp nhất thái cổ tam kiếm thành một, nhưng mà, cô ấy có cách tu hành độc đáo của riêng mình. Nếu ba thanh kiếm cùng lúc được tu luyện đến trình độ cao nhất, thì uy lực sẽ không kém tôi bao nhiêu. Ba kiếm hợp nhất có thể chém ra uy lực nguyên sơ hỗn độn, nếu mỗi thanh kiếm được tu luyện đến tột cùng thì cũng có thể bộc phát uy lực như vậy, chỉ là không bằng được sức mạnh của ba thanh kiếm sau khi hợp nhất. Thế nhưng việc dung hợp ba thanh kiếm cũng có nhược điểm, nhược điểm chính là không thể dễ dàng xuất kiếm được, bởi vì mỗi thanh kiếm đều tiêu tốn một lượng thần niệm rất lớn. Lấy kiếm hải hỗn độn nguyên sơ làm ví dụ, chỉ cần một mảng kiếm hải cũng có thể khiến tôi rơi vào trạng thái suy yếu. Phong chủ đến giúp tôi định vị đại quân âm ti, thuần quân đến có thể quan sát kiếm và lĩnh ngộ kiếm đạo, còn a lê và hi hòa chỉ thuần túy đến xem trò vui. nhìn thấy tôi và thuần quân thân thiết, a lê nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn tôi và nói: tạ lan ca ca, có phải em lớn rồi nên anh xa cách với em rồi không? a lê thực sự đã trưởng thành, không còn là thiếu nữ của bộ tộc đông di như trước nữa. trước đây tôi thân thiết với cô bé nhất, nhưng từ khi cô lớn lên dường như đã lâu rồi tôi không còn thân thiết với cô bé nữa. Thiếu nữ trưởng thành, có những lo lắng của riêng mình, cũng có người thân yêu của riêng mình. Nhìn A Lê, tôi không khỏi nghĩ đến Ngạo Phong. Sau trận ở cổ điểm Miêu Cương, Ngạo Phong đã trở thành một người đàn ông có trách nhiệm thực sự. Ngày xưa, mỹ nhân còn trẻ, anh hùng còn trẻ. Bây giờ A Lê đã lớn, Ngạo Phong cũng đã trưởng thành. Đạo bất ngôn thọ, tôi chưa bao giờ quan tâm đến thời gian trôi qua. Chỉ đến lúc vì họa rời xa tôi, tôi mới nhận ra thời gian trôi qua tịch mịch đến thế nào, hóa ra hàng chục năm trôi qua vội vã mà tôi không hề nhận ra. Đối mặt với sự truy vấn của A Lê, tôi chợt cảnh giác, có rất nhiều thứ cũng rất nhiều người không bao giờ có thể quay lại được. Vật thị nhân phi sự sự hưu, dục ngữ lệ tiên lưu. Dịch nghĩa là, vật như xưa, người đã khác, mọi sự đều thôi rồi. Muốn nói, nhưng nước mắt đã tuôn trào. Điều duy nhất không thay đổi chính là thân phận của tôi, tôi là ma đạo tổ sư a à lê trong tim anh em mãi mãi là em gái của anh tạ lan ca ca em biết sau khi chị thùy họa rời đi anh và sư phụ em đã rất mệt mỏi điều em muốn nói là ma đạo là của tất cả chúng ta không chỉ ma đạo của mình anh trên chiến trường chúng ta là đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng ở ngoài chiến trường chúng ta là một gia đình a à lê xúc động nói tôi nghe xong im lặng trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xúc động năm đó ma đạo tổ sư một mình đi quá xa cuối cùng chỉ có thể một mình từ biệt thế giới. Tôi thì khác, từ đầu đến cuối tôi luôn cùng kề vai sát cánh với ma đạo. Họ là đệ tử ma đạo, cũng là huynh đệ tỉ muội của tôi. Nữ đế đã nói, ma đạo là ma đạo của riêng mình tôi. Lúc đó tôi không phản bác cô ấy vì kinh nghiệm của tôi chưa đủ nhiều, bây giờ tôi muốn nói với cô ấy rằng, ma đạo không phải là của mình tôi, mà là ma đạo của hàng ngàn đệ tử ma đạo. Sự rời đi của tướng phá quân, ma đạo sẽ không bị tiêu vong, cũng vậy, sự rời đi của tôi cũng không khiến ma đạo diệt phong. Chỉ cần còn có một đệ tử ma đạo còn sống thì ma đạo sẽ không bao giờ chết. Trên thực tế, trong 3.000 năm kể từ trận chiến phong thần kết thúc, ma đạo chưa từng bị tiêu vong. Mặc dù cũng có những đệ tử ma đạo không kiên định và phản bội, nhưng những đệ tử ma đạo thực sự cảm động trước giáo lý của ma đạo. Vẫn luôn bám chặt vào và không bao giờ rời bỏ. Những gì A, -A Lê nói như ánh trăng soi sáng trái tim tôi. Tôi rút kiếm không phải để tranh giành mà để bảo vệ quê hương xem thiên đạo như kẻ địch bảo vệ muôn dân trong thiên hạ nghĩ đến đây trong lòng tràn ngập kiêu ngạo kiếm ý dân trào phong chủ xác định vị trí của đại quân âm ti giúp ta tuân lệnh một lúc sau phong chủ duỗi một ngón tay ra và chỉ về phía đông bắc tôi rút côn lôn tuyết ra giải phóng kiếm ý và chém hết sức lực một kiếm này thanh thế cường đại kiếm khí vạn trường các luồng kiếm khí vô tận của tam kiếm thái cổ cuộn trào về hướng phong chủ chỉ tay Cảm nhận được sát khí trong thanh kiếm của tôi, đại quân âm ti vội vàng tập hợp pháp trận phòng thủ. Thế nhưng, sát ý ẩn chứa trong thanh kiếm của tôi đã vượt qua sức mạnh của đạo tổ mạnh nhất, và lại còn là công kích phân tán và không tranh lệch, cho dù là địa tạng Vương Thiên Tôn và Châu Khất cùng nhau đối phó, họ cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được. Bác Phong quyển địa bạch thảo chiết, Hồ Thiên bát nguyệt tức phi tuyết. Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thủ vạn thụ lê hoa khai. Dịch nghĩa là, gió bắc cuốn đất làm cỏ trắng tàn tạ, trời hồ vào trăng tháng 8 tuyết bay đầy. Dường như qua một đêm gió xuân thổi về, ngàn cây vạn cây hoa lê rộ nở. Người xuất kiếm, ma đạo tổ sư, tạ lan, tên kiếm, côn lôn tuyết, kiếm khí uy nghiêm dồn dập rơi xuống đại quân âm ti như thể một trận tuyết rơi ập xuống. Tuyết rơi, trăm vạn âm binh bị tiêu diệt, đại quân âm ti rút lui một ngàn dặm. Kết quả tôi mong muốn là trong vòng ba ngàn dặm sẽ không có kẻ địch mạnh nào cản đường ma đạo, thấy châu khất không chịu tránh xa, tôi lại tiếp tục ra tay kiếm khí rồi rào, như mang một lễ rửa tội đến cho âm ti sau kiếm này quân âm ti rút tiếp ngàn dặm lúc này trong phạm vi ba ngàn dặm mà đạo không còn bất kỳ cường địch nào nữa chương 995, trăm thùy họa thùy họa một đây là một không gian màu xám với đường chân trời màu tím bám vào phần trán của những ngọn núi và phía trên bầu trời là hư vô những đám mây xám màn xương cũng xám xịt và những bong bóng thỉnh thoảng từ đầm lầy trồi lên cũng có màu xám đây là thiên đường của ác quỷ và tử linh, là tịnh thổ của cương thi và xương khô. Ở đây không thể tìm thấy được một bóng người, bởi vì nơi đây là thái cổ minh giới. Nói chính xác thì đây là thái cổ minh giới đã bị thất lạc. Do là nơi đây đã lâu không có tử thần ở, cũng không có điện tử thần trang nghiêm. So với sự thịnh vượng của thái cổ ma giới sau khi phục hồi thì nơi này toàn là tử khí ngập tràn. Thái cổ minh giới được sinh ra sau thái cổ thần giới và thái cổ ma giới là nơi trôn cất các thi thể ở hai giới và thậm chí cả vũ trụ thái cổ hư không theo truyền thuyết bất cứ khi nào có người chết cơ thể sẽ bị ném vào dòng chảy hỗn loạn của hư không năm này qua năm khác ngày này qua ngày khác sau vô số ngàn năm sau đó vô số xác chết hình thành nên một vùng đất kỳ quái chính là thái cổ minh giới ở lục địa này mọi thứ đều được cấu thành từ xác chết xương trắng biến thành núi hồn năng biến thành không khí máu thịt biến thành đầm lầy không biết từ lúc nào một bộ xương khô trồi từ đầm lầy trên mặt đất và bắt đầu hấp thụ hồn năng trong không khí. Xuất hiện được một bộ thì có ngay bộ thứ hai và chẳng bao lâu sau, đã có vô số bộ xương biết đi trên vùng đất bị lãng quên này. Các bộ xương khô bước đi cứng đờ trên đầm lầy, theo bản năng mà hấp thụ hồn năng trong không khí. Không phải tất cả các bộ xương đều ở dạng người, còn có những con yêu thú thái cổ hung dữ, thái cổ ma tộc cả à ác phận vẹo cùng với thái cổ thần tộc to cao vạm vỡ. Xương của thái cổ ma tộc có màu đen thái cổ thần tộc có màu vàng còn thái cổ yêu thú là màu xanh lá dần dần một số bộ xương khô dựa vào hồn năng hình thành nên da thịt biến thành những xác chết biết đi cũng có một số bộ xương bị thời gian bào mòn biến thành khói bụi tuy nhiên dù xương khô đã chết nhưng vẫn có những vong hồn không chịu tan biến thoát ra khỏi hộp sọ và trở thành oán linh theo thời gian trôi qua ở vùng đất bị lãng quên này tồn tại ba loại sinh vật tử linh xương khô xác chết biết đi và oán linh hồn năng vô tận ba loại sinh vật bất tử không ngừng tăng cường sức mạnh của bản thân trong quá trình hấp thụ hồn năng cuối cùng mở ra một linh thức hoàn toàn mới sau khi khai mở linh thức chúng bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của mình thế nhưng chúng sớm phát hiện ra rằng mình không thuộc về người sống cũng không phải là kẻ chết bất kể lúc sống là thần tộc hay ma tộc chúng cũng không bao giờ có thể quay trở lại thế giới khi còn sống nữa chúng chỉ có thể ở lại thái cổ minh giới dần bị chúng sinh quên lãng khi sức mạnh mà chúng có thể kiểm soát ngày càng mạnh mẽ hơn chúng bắt đầu không cam tâm chúng muốn được người khác chú ý tới và tìm cách chứng minh sự tồn tại của mình vì vậy chúng bắt đầu bầu chọn các quân vương của riêng mình và tự thành lập quân đội hùng mạnh cuối cùng tử thần đã ra đời và dẫn dắt quân đoàn tử thần chinh phục vô số vị diện trong hư không vũ trụ tử thần giao tranh với thái cổ thần giới và thái cổ minh giới trong cuộc giao tranh liên miên cuối cùng vạn tộc thái cổ đã công nhận sự tồn tại của thái cổ minh giới mà danh của tử thần cũng lan rộng khắp thái cổ vũ trụ sau này thiên đạo ra đời thái cổ minh giới cùng như thái cổ thần giới và thái cổ ma giới trở thành đối thủ để thiên đạo chứng tỏ bản thân thái cổ minh giới là lục địa cuối cùng bị thiên đạo tiêu diệt tử thần cũng là kẻ thù cuối cùng của thiên đạo cũng giống như thái cổ ma giới và thái cổ thần giới thiên đạo đã giết chết tử thần và toàn bộ quân đội dưới trướng nhưng cũng không thể tiêu diệt toàn bộ lục địa thái cổ minh giới ông ta biết rằng vô số ngàn năm sau thái cổ minh giới vẫn sẽ cho ra một tử thần mới Mặc dù thái cổ minh giới ngày nay vẫn hoang tàn và điều hưu như ngày nào, tử khí bao trùm. Tuy nhiên, đã sản sinh ra chúng sinh tử linh bất tử mới. Cả khô lâu tộc thông qua việc nuốt chửng linh hồn mà dần già cũng khoác giáp và cầm lấy binh đao, thuần hóa những con ngựa tử vong của riêng mình. Vương quốc khô lâu chiếm giữ khu vực trung tâm của thái cổ minh giới, do dân số đông nên được bốn vị khô lâu vương cai trị. Thì tộc biết đi ngày nay cũng mạnh mẽ không kém, so với khô lâu tộc, thì tộc đoàn kết hơn nhiều, từ đầu đến cuối đều do chính bát hủ thi vương thống lĩnh. Oán linh ở phía bắc là chủng tộc yếu nhất trong thái cổ minh giới, bởi vì đòn tấn công của những oán linh này là những cuộc tấn công lên thần hồn, dù là khô lâu tộc hay thi tộc, thần hồn của chúng đều được kết nối với cơ thể, hầu như không có sơ hở. chương 996, Thùy Hỏa Thùy Họa 2 Tuy nhiên, khi oán linh đối đầu với khô lâu tộc và thi tộc cũng không phải không có khả năng chống trả, chúng có thể giải phóng sự hàn lạnh tử vong, triệu hồi cực hàn xương đông và bạo phong tuyết, đóng băng cơ thể kẻ thù, sau đó đồng thời gây đòn tấn công lên thần hồn và cơ thể chúng. Ba sinh vật tử linh vừa tranh đấu cũng vừa hợp tác với nhau, khi đối mặt với sự xâm lược của tinh không cự thú và vật ngoại thiên ma, chúng sẽ hợp lực để chiến đấu vì thái cổ minh giới. Tuy nhiên, theo sự tăng lên của thực lực, giờ đây có rất ít kẻ thù ngoại lại xâm chiếm thái cổ minh giới, ngay cả các hư không lĩnh chủ cường đại cũng không dám dễ dàng đặt chân vào thái cổ minh giới. Khi sức mạnh ngày càng mạnh mẽ hơn, thái cổ minh giới hỗn loạn ngày càng cần một vị quân vương cai trị và quản lý, chấm dứt cuộc nội loạn kéo dài, thống nhất thái cổ minh giới và dẫn dắt chúng tiêu diệt hư không vũ trụ. Để chọn ra một vị tử thần mới, bất hủ thi vương và bốn vị khô lâu vương, cũng như oán linh nữ vương ở phương Bắc nắm giữ bí mật của tử vong xương đông kia, đã bắt đầu những trận chiến sát phạt không ngừng nghỉ, không ai chịu thua ai cả. Sự giết chóc và sát phạt vô tận vừa là hủy diệt vừa là lễ rửa tội. Mặc dù nhiều người đã chết đi nhưng những người sống sót thì ngày càng trở nên hùng mạnh. Bốn vị khô lâu vương giành trước nâng cao sức chiến đấu lên cảnh giới đạo tổ, sau đó, bất hủ thi vương đuổi kịp, trực tiếp thăng cấp lên cảnh giới đạo tổ mạnh nhất. Trong khi các thủ lĩnh của thi tộc và khô lâu tộc có những bước đột phá trong tu hành, thì oán linh nữ vương ở phương Bắc vẫn không thấy động tĩnh gì. Phải đến một ngày, khi oán linh nữ vương đội vương miện hàn băng và cưỡi một băng xương cự long nhìn xuống toàn bộ vùng đất thái cổ minh giới, người ta mới phát hiện ra rằng bà ta đã đánh thức mọi sức mạnh của thái cổ thần ma khống chế được lực tử vong hàn băng hỗn độn nguyên sơ trở thành sự tồn tại vượt qua cả đạo tổ mạnh nhất mặc dù sức chiến đấu của oán linh nữ vương đã được cải thiện rất nhiều nhưng do sức chiến đấu tổng thể của tộc oán linh rất thấp nên nếu để bà ta làm tử thần đương nhiên khô lâu tộc và thi tộc sẽ không hài lòng trong trận chiến sau đó sức chiến đấu của bốn vị khô lâu vương đã tăng lên cấp bậc đạo tổ mạnh nhất mà vị bất hủ thi vương cũng theo sát phía sau oán linh nữ vương đánh thức toàn bộ sức mạnh của thái cổ thần ma, đồng thời làm chủ được thi khí. Khi sức mạnh chiến đấu của ba bộ tộc tăng lên, trận chiến ngày càng trở nên tàn khốc. Bởi vì thường xuyên xảy ra chiến tranh, hồn năng của lục địa thái cổ minh giới bị cạn kiệt vô cùng nhanh, xuất hiện những vùng đất hoang vắng rộng lớn, cho đến khi ba bộ tộc không thể chịu thêm thương vong nữa, họ bắt đầu tuyên bố đình chiến. Lần dừng lại này, chiến tranh không bao giờ xảy đến nữa. Bởi vì bọn họ biết, dù có chiến đấu bao nhiêu năm thì kết quả vẫn như nhau, có lẽ tử thần thái cổ minh giới sẽ không xuất hiện từ bọn họ phương bắc hàn băng vương tỏa oán linh nữ vương ngồi trên hàn băng vương tỏa và nhìn về phía xa có lẽ tử thần hoàn toàn không phải được lựa chọn bằng vũ lực mà có một số người sinh ra để làm tử thần đúng vào lúc này một con quả xuất hiện trong tầm mắt của oán linh nữ vương trong nhân gian quả tượng trưng cho cái chết và không may mắn nhưng trong thái cổ minh giới quả là một dấu hiệu tốt lành hiếm có nhìn thấy con quả Nữ hoàng giật mình và lập tức đứng dậy khỏi vương tỏa. Đã rất lâu rồi quả không xuất hiện ở Thái Cổ Minh Giới, sinh vật này thậm chí còn trở thành truyền thuyết. Theo như truyền thuyết, khi tử thần ra đời, một con quả đã báo hiệu điềm lành, truyền tên tuổi của tử thần ra khắp lục địa. Cùng lúc chú ý đến con quả này còn có bất hủ thi vương ở phía nam và bốn vị khô lâu vương từ phía trung tâm. Với thần niệm của bọn họ có thể tra ra được chuyển động của con quả, sau đó nhìn con quả bay khắp ngõ ngách của Thái Cổ Minh Giới phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, như thể đang đọc tên một người. Thùy Hỏa, Thùy Hỏa sau khi quả kêu khắp lục địa thái cổ minh giới, cuối cùng bay về phía tây và biến mất trong đầm lầy tử vong. Đầm lầy tử vong ở phía tây có lượng hồn năng mỏng manh, không thích hợp cho các sinh vật tử vong sinh sống. Mà nơi đó cũng chưa từng xuất hiện sinh vật tử vong mạnh mẽ nào, những gì sót lại chỉ là những bộ xương khô đổ nát và những xác chết biết đi phủ đầy thịt thối vì con quả biến mất trong đầm lầy tử vong nên những người đứng đầu trong thái cổ minh giới đồng loại hướng thần niệm về phía đó chúng quan sát kỹ vùng đất hoang vắng ở phía tây nhưng vẫn không tìm thấy gì bởi vì chúng không thể phát hiện ra tiềm năng vô song của một sinh vật tử vong thậm chí chúng còn không thể phát hiện ra sự tồn tại của một sinh vật linh thức cấp cao ngay khi các cao thủ thái cổ minh giới gần như không còn ôm hy vọng ở đầm lầy tử vong thu lại thần niệm một bộ xương vươn bàn tay ngọc ngà trắng muốt ra khỏi mặt đất và bò lên khỏi mặt đất từng tấc một chương 997, tử thần hiện thân một Thùy hỏa bước đi không mục đích trong đầm lầy tử vong này không biết đã bao lâu. So với hầu hết các bộ xương khô khác, xương của cô ấy trắng như ngọc, từng chiếc xương đều hoàn hảo không tì vết. Cũng vì thế mà không biết đã bị biết bao bộ xương khô và thi thể biết đi tấn công. Chúng muốn giết chết cô rồi moi móc xương của cô. Trong thái cổ minh giới, xương là thứ quý giá nhất, tiếp đó là tinh hoa oán linh để lại sau khi oán linh chết đi. Xương cốt có thể được sử dụng để chế tạo pháp khí, vũ khí, nhưng công dụng lớn nhất của chúng là hỗ trợ tạo nên cơ thể. Một số bộ xương khô sinh ra đã có sẵn nhưng hầu hết được ghép lại với nhau thông qua quá trình nuôi dưỡng. Khi gặp được những chiếc xương tốt thì dùng chúng để thay thế những chiếc xương hỏng và dễ gãy trong cơ thể mình. Thùy Hỏa bước đi không mục đích, giống như một con thú sơ sinh đang lang thang trong khu rừng nguyên sinh. Đẹp đẽ nhưng đầy rẫy nguy hiểm bộ xương màu trắng ngọc này trông thì có vẻ mỏng manh nhưng lại chứa đựng sức bùng nổ vô tận mỗi bộ xương khô đang cố gắng moi móc hoặc cướp lấy xương của cô đều bị cô bẻ thành từng mảnh hoặc nghiền thành bột mịn ngay cả hồn năng chứa trong hộp sọ cũng bị thùy hỏa hấp thụ sạch sẽ thùy hỏa có vũ khí riêng của mình là một chiếc liềm dỉ sét màu đen lưỡi liềm trên tay từ đâu mà có thì cô cũng không nhớ cũng giống như cô không thể nhớ được mình đến từ đâu thùy hỏa ngày ngày lang thang ở mọi góc của đầm lầy tử vong tất cả những sinh vật tử linh nhìn thấy cô đều bị vẻ đẹp của cô kinh ngạc, gần như theo bản năng mà tấn công cô và cướp lấy xương của cô, tuy nhiên, không một ai có thể sống sót. Cũng chính vì vậy, cô không bao giờ thiếu con mồi. Vô hại đối với con người và động vật là nhãn mác của cô ấy, điều này cũng khiến cô ấy trở thành một cái bẫy chết chóc di động. Tất cả những người nhìn thấy cô đều đã chết, vậy nên không ai biết cô nguy hiểm thế nào. Khi thủy hỏa hấp thụ ngày càng nhiều hồn năng, trên thân thể cô bắt đầu hiện rõ phần da thịt máu của cô mang một mùi thơm kỳ lạ điều này càng thu hút nhiều cuộc tấn công điên cuồng hơn thùy họa tuy mạnh mẽ nhưng cũng không thể chịu được những đòn tấn công điên cuồng của những xác chết biết đi và bộ xương khô bộ xương ngọc ngà hoàn hảo của cô bắt đầu xuất hiện vết nứt máu thịt mới sinh ra thường xuyên bị cắn nuốt thành từng mảnh vụn treo trên lủng lẳng trên người cô tuy nhiên dù bị thương nặng đến đâu cô cũng không bao giờ ngã xuống những bộ xương khô và xác chết biết đi trong đầm lầy tử vong là những sinh vật cấp thấp nhất trong thái cổ minh giới hồn năng của những sinh vật này rất yếu, chỉ cần Thùy Hỏa không chết, người chiến thắng cuối cùng sẽ là cô. Cứ như vậy, Thùy Họa ngày một trở nên đầy đặn hơn trong sự giết chóc. Lúc đầu, Thùy Hỏa chỉ bị động đánh trả lại, khi cô bắt đầu nhận ra lợi ích của việc hấp thụ hồn năng, cô bắt đầu chủ động săn lùng các sinh vật tử linh trong đầm lầy tử vong. Tốc độ giết chóc ban đầu của cô lúc đầu chậm, sau đó dần dần nhanh hơn. Giống như một bông hoa, từ nụ đến cánh hoa, từ từ nở ra từng chút một. Tôi bùng tỏa giữa sự giết chóc, như một bông hoa trong ánh bình minh cuối cùng đến một ngày trong đầm lầy tử vong không còn thấy bất kỳ sinh vật tử linh nào nữa tất cả tử linh sinh hồn đều bị thùy hỏa hấp thụ hồn năng mà thùy hỏa vào ngày này cuối cùng đã mọc đầy đủ da thịt tóc móng tay và các đường nét trên khuôn mặt khuyết điểm duy nhất là đôi mắt của cô không có đồng tử chỉ là hai lỗ đen da cô nhợt nhạt môi đen như mực tóc trắng như tuyết với hình dạng con người hoàn chỉnh thùy hỏa cũng lần nữa có được linh thức từ đó trở đi cô không còn là một bộ xương chỉ biết đi theo bản năng nữa mà bắt đầu học cách suy nghĩ. Tuy nhiên, dù cô có cố gắng suy nghĩ thế nào thì ký ức của cô vẫn trống rỗng. Tử thần Niết Bàn 9 lần đã xóa sạch mọi ký ức của cô, cô chỉ có thể chấp nhận thế giới trước mặt bằng một góc nhìn mới. Trước một vùng nước tù động, Thùy Họa nhìn thấy cơ thể của chính mình. Trắng tinh đẹp như một tác phẩm điêu khắc bằng băng tuyết. Sau đó, sự xấu hổ nổi lên, Thùy Họa dùng hồn năng ngưng tụ ra một bộ quần áo đơn giản cho mình. Chiếc váy rất ngắn, chỉ đủ che lấp đôi chân dài trắng như tuyết của cô vẫn để lộ ra ngoài phần thân trên càng đơn giản chỉ là phần áo ống mục đích ban đầu của thùy họa chỉ là để kìm hãm bởi vì đôi khi trong những động tác bạo lực vùng ngực thực sự ảnh hưởng đến khả năng có thể phát huy của cô sau khi chỉnh sửa xong thùy họa dựa trên cảm nhận của bản năng từ đầm lầy tử vong đi về phía bắc lần lượt đi qua các vùng đất chết chóc với lượng hồn năng cằn cỗi đồng thời cũng chạm trán và săn lùng vô số sinh vật tử linh sau khi đạt được linh thức Cô không còn bị bản năng săn mồi điều khiển nữa, nhưng cô không thể kìm nén được cảm giác muốn nuốt chửng hồn năng trong cơ thể. Có một cơn đói khát trong xương cốt khiến cô dậy lên nỗi khao khát tột độ với hồn năng. Chương 998, Tử thần hiện thân 2. Khi cô hấp thụ ngày càng nhiều hồn năng, khí tức của cô ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau khi săn lùng được vài bộ xương khô mặc áo giáp, Thùy Hỏa cũng học được cách mặc áo giáp chiến đấu. Bộ giáp cô hiện ra có màu đen, hoàn toàn phù hợp với làn da trắng như tuyết của cô. Bộ giáp ban đầu rất đơn sơ, nhưng khi cô giết ngày càng nhiều sinh vật tử linh, bộ giáp dần trở nên hàn lạnh và nặng nề hơn, trong khi chiếc lưỡi hái dỉ xét trên tay cô ngày một sáng bóng hơn. Phần phía tây của Thái Cổ Minh giới là một vùng đất hoang vắng, dù là thi tộc, khô lâu tộc hay oán linh tộc phương Bắc cũng đều không có hứng thú với phía tây. Thế nên, trong một thời gian dài, các cao thủ không hề biết đến sự tồn tại của Thùy Họa. Họ đến một ngày, trong một lần ngẫu hứng. Oán linh nữ vương một lần nữa hướng thần niệm của mình đến nơi con quả biến mất, rồi bà bàng hoàng khi phát hiện ra rằng trong đầm lầy tử vong không còn một sinh vật tử linh nào nữa. Đầm lầy tử vong có bao nhiêu bộ xương khô chứ? Mười vạn, trăm vạn, oán linh nữ vương không thể chắc chắn, giống như việc bà ta không biết có bao nhiêu xác chết biết đi vậy. Hồn năng tuy quý giá nhưng không ai sẵn sàng đi bẫy những sinh vật cấp thấp đó, vì hồn năng trên người chúng không đáng kể. Tuy nhiên, dù nhỏ đến đâu, khi đơn vị lên đến trăm vạn bộ xương và xác chết biết đi bị săn lùng, thì hồn năng sinh ra vẫn là khôn lường. Tầm nhìn của oán linh nữ vương bắt đầu từ đầm lầy tử vong và dần dần di chuyển về phía bắc, bởi bà có thể phát hiện ra dấu chân của thợ săn đang di chuyển về phía bắc. Sau khi lần lượt quét vùng đất tử vong điều hưu, sắc mặt oán linh nữ vương ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bất cứ nơi nào kẻ thợ săn đặt chân đến, không có một sinh vật tử linh nào tồn tại và toàn bộ hồn năng đều bị hút cạn. Oán linh nữ vương cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức muốn định vị được khí thức của thợ săn, thế nhưng bà nhận ra rằng mình hoàn toàn không thể làm được. Người thợ săn đó giống như một u linh thực sự, tan biến vào không khí sau khi điên cuồng săn lùng hàng ngàn vạn sinh vật tử linh. Từ đầu đến cuối, thợ săn đó không hề xâm phạm lãnh thổ của thi tộc, khô lâu tộc và oán linh tộc, mà chỉ điên cuồng săn lùng những sinh vật tử linh cấp thấp không có linh thức. Trong thái cổ minh giới, những sinh vật tử linh cấp thấp không có linh thức không xâm phạm đến lợi ích của bất kỳ ai, cũng như không làm trái bất kỳ luật lệ nào của thái cổ minh giới. Nhưng khi có người biến hành vi tương tự như đi săn này, thành một vụ thảm sát diệt vong, thì vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nghiêm trọng nhất là, nhiều hồn năng như vậy có thể đi đâu được. Nếu bị thợ săn nuốt chừng, vậy thì thợ săn này phải là sự tồn tại như thế nào? Một lượng lớn hồn năng như vậy cho dù là dùng toàn bộ sức mạnh của thái cổ ma thần, thì oán linh nữ vương cũng không thể hấp thụ, được chứ đừng nói đến trong khoảng thời gian dài như vậy hấp thụ bằng hết. Oán linh nữ vương nghĩ đến lời tiên tri của con quả, chẳng lẽ tử thần thực sự đã ra đời. Nghĩ đến đây, oán linh nữ vương không dám ngồi yên nữa, lập tức phái sứ giả mời bốn vị khô lâu vương và bất hủ thi vương tới họp mặt. Trên thực tế, ngay lúc oán linh nữ vương đang bị điều này làm cho kinh ngạc, thì bốn vị khô lâu vương của khô lâu tộc và bất hủ thi vương của thi tộc cũng sớm đã không thể ngồi yên nữa, bởi vì họ cũng nhận thấy được khí thức khác thường của phía Tây, đồng thời họ cũng nhớ đến những lời tiên tri của con quả. Một ngày sau, bốn vị khô lâu vương cưỡi trên tử vong quân mã bốn màu bay đến thành băng xương bài cốt sau đó bất hủ thi vương cũng ngựa quan từ vạn dặm bay đến oán linh nữ vương là người đầu tiên bày tỏ suy đoán của mình các vị khô lâu vương bắt đầu thảo luận với nhiều hồn năng như vậy ngoài tử thần có thể hấp thụ hết ra thì ta không nghĩ được còn ai khác nữa chiến tranh khô lâu vương nói lẽ nào lời tiên tri về sự ra đời của tử thần là có thật sao ôn dịch khô lâu vương hỏi sự thật bày ra trước mắt không thể không tin Tai hoàng khô lâu vương đáp, nhưng mà tử thần bây giờ đi đâu rồi? Tử vong khô lâu vương hỏi, bốn vị khô lâu vương mỗi người nói một câu, nhưng không ai có thể đưa ra đáp án, bởi vì tử thần biến mất trong không trung như thể chưa từng xuất hiện vậy. Khi mọi người im lặng, bất hủ thi vương mới nói tử thần sẽ không thể biến mất mãi được, mấu chốt của vấn đề hiện giờ là, chúng ta có thực sự chấp nhận một tử thần không rõ nguồn gốc trở thành chủ nhân của thái cổ minh giới sao? Ý của thi vương là, oán linh nữ vương vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Thái cổ minh giới không cần tử thần mới." Thi Vương ánh mắt kiên định nói, "Ý của các vị Khô Lâu Vương thì sao?" Oán Linh Nữ Vương quay lại và hỏi, "Bọn ta cũng nhận định Thái cổ minh giới không cần chủ nhân mới, bởi vì không có ai có thể bắt bọn ta thần phục. Trong những năm khó khăn qua đi, tử thần cũng không tồn tại cùng bọn ta." Tử vong Khô Lâu Vương đứng lên nói, "Nếu chúng ta chỉ nhìn hiện tại thì Thái cổ minh giới thật sự không cần tử thần. Nhưng đừng quên, kẻ thù của chúng ta chính là Thiên Đạo." Thiên đạo sẽ không luôn để cho thái cổ minh giới tự do phát triển, sớm hay muộn ông ta cũng sẽ tới tiêu diệt chúng ta, giống như ông ta đã làm trước đây vậy. Không có tử thần, ai sẽ dẫn dắt chúng ta tuyên chiến với thiên đạo trong tương lai đây? Oán Linh nữ vương hỏi, mọi người lại im lặng, thiên đạo là chủ đề không thể tránh né được. Trên thực tế, khi ba tộc tranh giành quyền bá chủ là muốn chọn ra tử thần để đối phó với nguy cơ từ thiên đạo. Ngay khi mọi người đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên một luồng thần niệm lớn mạnh và vô tận từ vùng đất lạnh lẽo ở phương bắc xa xôi truyền đến lợi nhận sát lục sinh mệnh ực lượng sáng thương hồn linh ngay khi những lời này vừa dứt hồn năng vô tận của toàn bộ đại lục thái cổ minh giới đã ập về vùng đất lạnh lẽo ở phía bắc xa xôi danh phận của một số người không cần sự chấp thuận của bất kỳ ai bởi vì chỉ cần người đó đến mọi người chỉ có thể thần phục mà thôi chương 999, trăm chín yết kiến tử thần một trong thái cổ tam giới Nơi đồ sổ nguy nga nhất thần thánh thiêng liêng nhất và cùng hùng mạnh lợi hại nhất chính là Thái Cổ Thần Giới. Tiếp đó là Ma Giới, ma sinh từ tâm, đám yêu ma làm loạn khắp nơi tranh giành đấu đá. Tuy Ma Giới không mạnh bằng Thần Giới, nhưng mà sự điên cuồng của ma đạo vẫn đủ để khiến thần tộc không dám vì tiện khiêu chiến. Giữa Thái Cổ Tam Giới đã từng bùng nổ vô số cuộc chiến tranh giành lợi ích, sự hùng mạnh của thần tộc, sự điên cuồng của ma tộc không biết đã khiến bao nhiêu thế giới hành bị sụp đổ càng không biết đã sản sinh ra bao nhiêu hư không nhiễu loạn. Thái cổ thần ma, nắm giữ sức mạnh hỗn độn bản nguyên hoàn chỉnh nhất, cuộc chiến tranh giành giữa bọn họ mới thật sự dính dáng đến sự tồn vong của vũ trụ, đến hiệu ứng cánh bướm trong hệ thống vũ trụ bao la rộng lớn. Khác với hai giới thần ma, thái cổ minh giới rất hiếm khi tham chiến. Nguyên nhân là vì, nếu như xét về sức mạnh tổng thể, thì minh giới có lực lượng yếu kém nhất trong tam giới, số lượng thần ma cũng ít ỏi nhất. Nhưng mà, chưa từng có một vị ma đế hay thần vương nào dám mơ tưởng chinh phục Thái Cổ Minh Giới. Tất cả đều nhờ vào sự có mặt của Tử Thần, Thái Cổ Minh Giới có thể được xem là minh giới của một mình Tử Thần, một cung điện thuộc riêng về một người. Tử Thần ngự trị trên cao, từ giây phút đăng cơ, chưa từng bị hạ gục bao giờ. Phạm vi ảnh hưởng thế lực của Thái Cổ Minh Giới mới đầu khá nhỏ bé, trên tinh không vị diện đều hai giới thần ma phân chia tranh giành còn những sinh vật tử linh đáng thương của minh giới không cách nào lấy được đủ năng lượng duy trì sinh mệnh. Giải thích vị diện tinh không ở đây là các thế giới vũ trụ tròm sao khác nhau. Hết giải thích, vì để giải quyết vấn đề sinh tồn đang rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc này, tử thần đã gửi lời khiêu chiến đến Thái Cổ Thần Vương và Thái Cổ Ma Đế. Trong trận quyết chiến ấy, một mình tử thần đơn phương độc mã đánh với Thần Vương và Ma Đế, cuộc đại chiến kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, giết đến khi vũ trụ chìm vào u tối, ngân hà sụp đổ, đám mây vũ trụ bị thiêu cháy thành biển lửa vô tận. Kết quả cuối cùng của trận đấu là ma đế bị thương nặng, phải quay về thái cổ ma giới và không lâu sau đó chuyển đến tin ma đế băng hà. Vị thái cổ thần vương trẻ tuổi oai hùng, tuy rằng không bị thương, nhưng lại biến thành lão già lọm khỏng. Sau khi trận chiến kết thúc, danh tiếng của tử thần đã vang vọng khắp thái cổ thần giới. Sự cường thịnh của hai giới thần ma phụ thuộc vào quân lực hùng hậu của thần tộc và ma tộc, mà sức mạnh của thái cổ minh giới lại bởi vì họ có tử thần. Mới đầu bất hủ thi vương và bốn vị cốt lâu quân vương còn âm thầm có chút thù địch và kháng cự đối với sự xuất hiện đột ngột của tử thần. Nhưng mà, ngay khi Thủy Họa đọc ra câu lưỡi đao giết hại sinh mạng, sức mạnh thương tổn linh hồn, chỉ trong chớp mắt biểu cảm của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy khí tức hồn năng trong trời đất lần lượt chảy về phương Bắc, mấy vị quân vương khi hoảng sợ vô cùng. Người bình tĩnh trở lại trước tiên là oán linh nữ vương. Bà ấy thở dài một hơi, gỡ chiếc vương miệng hàn băng trên đầu xuống oán linh nữ vương bà muốn làm gì vậy chiến tranh cốt lâu vương vội hỏi tử thần đã quay trở về chúng ta còn có mặt mũi xưng vương sao oán linh nữ vương điềm đạm nói nghe thấy lời này bốn vị cốt lâu vương cũng lần lượt gỡ vương miệng trên đầu xuống thi vương ông vẫn không chịu thần phục dưới chướng người sao oán linh nữ vương nói trước khi tận mình nhìn thấy tử thần tôi sẽ không từ bỏ lập trường của mình đâu bất hủ thi vương nói cũng được, dù gì thì tử thần đã truyền âm đến Thái Cổ Minh Giới, chúng ta hãy đi đón tiếp thôi. Thái Cổ Minh Giới, vùng đất lạnh giá ở phía cực bắc xa xôi. Nơi đây quanh năm bị băng tuyết bao phủ, nhiệt độ cực thấp, thậm chí đến oán linh nắm giữ sức mạnh băng xương tử vong cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Sau khi khí tức tức hồn năng cuồn cuộn đổ dồn đến chỗ này, tất cả đều hóa thành bông tuyết rồi bắt đầu rơi dày đặc. Tuyết rơi dày đã giảm bớt nhiệt độ âm hàn ở đây, thậm chí còn có chút ấm áp. Đây là hơi ấm đến từ thần hồn, từ đó về sau, Thái Cổ Minh Giới không còn là vùng đất lạnh lẽo cằn cỗi nữa, trong tương lai nơi đây sẽ trở thành quốc gia của tử thần, là nơi an nghỉ của các sinh vật tử linh. Ở cực bắc có ngọn núi bạch cốt hùng vĩ cao chót vót, vươn thẳng lên tầng mây bồng bềnh, cao hơn ngàn vạn trượng. Núi bạch cốt được bao phủ bởi viền băng màu xanh thẳm. Ngay phía nam của núi bạch cốt có một cầu thang được làm bằng băng dẫn thẳng lên đỉnh núi. Oán linh nữ vương, bốn vị cốt lâu vương, và bất hủ thi vương cùng nhau bước từng bước chậm rãi trên bậc thang băng giá. nơi này có thể ngự không phi hành nhưng mà không ai trong số họ dám bay lên cả. cầu thang băng kéo dài gần như vô tận, càng leo lên cao, tâm trạng mỗi người càng lúc càng nặng nề, sắc mặt cũng trở nên nhún nhường hơn. cuối cùng họ đã đến bậc thang băng cuối, rồi leo lên đỉnh núi. chương một nghìn yết kiến tử thần hai. trên đỉnh núi cao sừng sững xa xôi hẻm lánh, không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc ngai vàng được làm bằng băng tuyết có một người con gái tóc bạc trắng đang mặc một bộ giáp sắt màu đen dày cọp, trong tay cầm chặt cái thanh lưỡi hái của tử thần, ngồi hiên ngang trên chiếc ngai vàng bằng băng kia. Một tay của cô gái ấy nắm chặt lưỡi thái tử thần, một tay khác thì đỡ chán, mái tóc bạch kim óng ả che phủ khuôn mặt của cô ấy, nhìn vào cứ ngỡ cô ấy đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Mấy người kia đứng ở phía xa, không ai dám mở miệng nói chuyện, sợ sẽ làm phiền đến tử thần. Không biết họ đã đứng chờ trong bóng tối bao lâu, mãi đến khi cả người tử thần bị bông tuyết che kín, tưởng chừng như sắp chôn vùi cô ấy, thì cô ấy mới đột nhiên tỉnh dậy. Sau đó, đứng dậy từ chỗ ngai vàng, tử thần phủi nhẹ đám tuyết phủ trên người, chiếc áo choàng sau lưng bay theo làn gió, ngọn lửa màu đen trong đáy mắt cũng bùng cháy dữ dội. Đây là một khuôn mặt lạnh lùng tựa xương giá nhưng xinh đẹp tuyệt trần, không có bất cứ biểu cảm vui buồn nào, nhưng khiến người đối diện cảm thấy dùng mình kính sợ. Oán linh nữ vương bất giác nuốt nước bọt, sắc mặt cung kính từ từ quỳ xuống nền đất, bốn vị cốt lâu vương cũng làm theo bà ấy đồng loạt quỳ xuống. Chủ nhân của oán linh, xin tham kiếm tử thần bệ hạ. Lãnh chủ cốt lâu chiến tranh, xin tham kiến tử thần bệ hạ. Lãnh chủ cốt lâu ôn dịch, xin tham kiến tử thần bệ hạ. Lãnh chủ cốt tai hoang, xin tham kiến tử thần bệ hạ. Lãnh chủ cốt tử vong, xin tham kiến tử thần bệ hạ. Tử thần không trả lời bọn họ, mà ngẩng đầu nhìn sang phía bất hủ thi vương vẫn đang đứng yên tại chỗ không động đậy. Bất hủ thi vương bị tử thần dọa sợ tâm trạng vô cùng căng thẳng, lòng thầm nghĩ bản thân nên lập tức quỳ xuống, nhưng mà, lòng kiên định trong tim giúp ông ấy vẫn đứng vững vàng tại chỗ, thậm chí, vương miện trên đầu cũng chưa tháo xuống. Gặp ta tại sao không chịu quỳ xuống? Thùy họa mở miệng nói, giọng nói lạnh lẽo như tuyết băng ngàn năm, không có chút tình cảm nào. Trong lòng tôi chút một nghi vấn, bất hủ thi vương cắn răng chịu đựng nỗi sợ hãi và kiên cường nói. Có gì nghi ngờ sao? không biết tử thần bệ hạ đến từ đâu bất hủ thi vương hỏi thật ra vấn đề này năm người kia cũng muốn hỏi bởi vì tử thần xuất hiện quá đột ngột bất thình rơi từ trên trời xuống không hề có thông báo trước ngoài một con quả kia điểm này khác xa vị tử thần trước đây lúc ấy tử thần xuất thân từ tộc cốt lâu là con trai độc nhất của vị cốt lâu vương hùng mạnh nhất tộc cốt lâu cả đời giết chóc vô số chưa từng được hấp thụ hồn năng trong không khí về cảm mộ trong đạo sát lục thì tất cả hồn năng đều đến từ thần hồn của kẻ thù giải thích từ sát lục nghĩa là giết chóc. Hết giải thích, nghe câu hỏi của bất hủ thi vương, Thùy Họa bỗng dưng rơi vào trầm tư. Vừa rồi cô ấy im lặng trầm tư, là bởi vì có quá nhiều thứ phải suy nghĩ kỹ càng, mà còn dối tung dối bù không tìm ra được đáp án nữa, mới buộc cô ấy phải tự thôi miên để tìm cách giải đáp thắc mắc trong lòng mình. Bây giờ bị bất hủ thi vương hỏi mình từ đâu đến, lại khiến cô ấy lần nữa vò đầu bứt tai đắn đo không biết câu trả lời là gì. Hồi suy nghĩ này kéo dài khá lâu, đến tận khi khắp người bị vùi lấp trong bông tuyết, tử thần mới định thần trở lại. Ta không biết mình từ đâu đến, ta chỉ biết mình chính là tử thần, mà nơi này là quê hương của ta, tất cả các người đều là con dân của ta. Thùy Hòa cất lên giọng điệu hờ hững nói, tôi thân làm chủ nhân của thi tộc, bắt buộc phải có trách nhiệm chăm lo cho con dân của mình. Bất hủ thi vương nói, câu này có nghĩa là, ông ấy không muốn giao tương lai của dòng tộc này vào tay của một vị tử thần có lai lịch xuất thân không rõ ràng. Ông đang chất vấn ta sao, thùy họa hỏi không dám ạ à, ông có biết cái giá của việc không thần phục ta là gì không nói xong thùy họa bắt đầu phóng ra sát khí bức người trong chớp mắt bầu trời đầy tuyết bắt đầu nổi trận cuồng phong tất cả rìa băng của núi bạch cốt bỗng chốc đều trở nên sắc bén như lưỡi đao tất cả lợi thế của bất hủ thi vương đều nhờ sức mạnh của bản thân ông ấy hỗn độn thi khí có thể giúp ông ấy sở hữu lực phòng ngự kinh người gần như không gì phá vỡ được khi xưa thi tộc và cốt lâu tộc nổ ra phân tranh một mình bất hủ thi vương đủ sức so tài với bốn vị cốt lâu vương nhưng trên mình không hề có một vết thương, cuối cùng bốn vị cốt lâu vương buộc phải tập hợp người dân và huy động cả đại quân mới đánh lui được bất hủ thi vương. Lúc này, khi đối mặt với sát khí kinh người của tử thần, bất hủ thi vương ngay lập tức dùng hỗn độn thi khi bao bọc cơ thể, đồng thời giơ tay triệu hồi ra một tấm bia chấn thi chắn trước mặt. Trong bia chấn hồn có chứa vô vàn hỗn độn thi khí, như thành lũy cứng cáp và kiên cố. Chỉ cần bia chấn thi vẫn còn ở đây, bất hủ thi vương sẽ không chịu bất cứ thương tích nào. Nhìn thấy bất hủ thi vương vẫn còn muốn chống cự, trong lòng tùy họa bừng bừng lửa giận, sát khí càng lúc càng tăng cao hơn nữa. Tay cầm chặt lưỡi hái tử thần, bước từng bước đến chỗ của bất hủ thi vương. Nhìn thấy tử thần đang tiến lại gần, oán linh nữ vương và bốn vị cốt lâu vương không dám tiếp tục ở yên chỗ cũ, cả người run sợ lùi dần về sau. Họ không có lực phòng ngự kiên cố như của bất hủ thi vương, không có gan đối diện trực tiếp với sát khí của tử thần. Theo mỗi bước chân áp sát lại gần của tử thần, áp lực đè nặng lên người bất hủ thi vương càng lúc càng đáng sợ hơn. Nhưng ông ấy vẫn cố gắng cắn răng đứng vững, lăn lộn ở thái cổ minh giới nhiều năm như vậy, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, đợi 12 lãnh chủ mộ huyệt trong thi tộc xuất quan, ông ấy liền có sức mạnh thống nhất cả thái cổ minh giới rồi. Bây giờ tử thần đột nhiên xuất thế, phá hỏng kế hoạch của ông ấy, còn muốn ông ấy quỳ xuống xưng thần thì trong lòng tất nhiên không phục rồi. Thậm chí ngay cả việc nếu như mất đi tử thần sẽ không đủ sức chống chọi với thiên đạo, cũng hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của bất hủ thi vương. Thiên đạo đã rời xa thái cổ minh giới rồi, có lẽ đã sớm quên mất sẽ tồn tại của mảnh đất này, bất hủ thi vương không tin thiên đạo sẽ quay trở lại quấy nhiễu nơi này một lần nữa. 100 thước, 50 thước, 10 thước, cuối cùng, Thùy Hỏa cũng đã đến trước mặt bia chấn thi. Cô ấy không có giờ đao tấn công, mà dùng ngón tay ngọc ngà trắng nõn như làn tuyết, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt của bia chấn thi, cái danh hiệu hàng phòng ngự kiên cố không thể phá hủy không ai vượt qua được của bia trấn thi giờ đây đã hóa thành cắt bụi không có tử thần thì thái cổ minh giới sẽ không có tương lai sức mạnh nhỏ bé của các ngươi khi đứng trước mặt ta chỉ là châu chấu đá xe không đáng nhắc tới